Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mai rất vui được gặp lại các bạn Và sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới ngay sau đây Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1 để biết diễn biến câu chuyện như thế nào Chuyện này của tác giả Hia Liu Và không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây Hãy chia sẻ video và chia sẻ lại cả cảm xúc của bạn nữa Đăng ký kênh để có thể nhận thông báo khi có video mới các bạn nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1 Trở về phòng trọ sau một ngày dài mệt mỏi Đôi giày đi ở chân từ sáng cũng chưa kịp tháo ra Tôi đã đi thẳng về phía chiếc giường quen thuộc mà nằm xuống nghỉ ngơi Ngày hôm nay sẽ là một ngày rất bình thường như bao ngày khác Cho đến khi tôi bị sếp gọi vào phòng nói chuyện riêng Sếp chỉ trích tôi là người làm việc thiếu chuyên nghiệp Không biết cống hiến giúp đỡ công ty trong thời buổi công ty gặp nhiều khó khăn Tôi nghe xong mắt tròn mắt dẹp Nhìn sếp trong sự ngỡ ngàng vì từ trước đến nay tôi luôn là đứa có trách nhiệm trong công việc nhưng bị nói như thế tôi thấy không cam tâm tí nào ai ngờ lý do thực sự đằng sau của câu chuyện ấy thực chất do tôi tối qua có cùng sếp đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn trong lúc dùng bữa ông giám đốc bên đó có ý với tôi nhưng bị tôi từ chối khéo vì nhìn ông ta đáng từ bố tôi chứ trả đùa Sáng nay bên đó gọi điện thoại thông báo từ chối hợp tác cùng Nghe tin xong Sếp liền tỏ ra không vui Mà quy chụp toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi Đã thế Có bác tôi mai phải mời giám đốc bên nó đi ăn Chưa kể sếp còn ra lệnh cho tôi Muốn làm gì thì làm Nhưng nhất quyết phải lấy được hợp đồng mang về Nghĩ đến đây Đầu tôi như muốn nổ ra ấy Bức xúc quá mà hét lên Điên mất thôi Dứt lời, phía cửa phòng truyền đến tiếng nói quen thuộc của con Trâm, bạn thân của tôi. Úi giời ơi, hét cái gì tao đi từ ngoài cổng vào, tao nghe thấy giọng mày thế hả? Tôi ở hoài ngồi dậy, nhìn nó bằng con mắt tràn này u buồn, đáp lời nó. Mày về rồi à? Bữa tối mày nấu nhá, tâm trạng tao hôm nay tệ quá, sợ bây giờ mà nấu ăn, chỉ có nấu cái mấy món bóng đêm thôi. Ừ, biết rồi, vừa về đầu ngõ, Thấy người ta còn ít cua ngon quá Tao có mua đây rồi Nên đảm bảo tối nay Hai đứa sẽ được ăn bữa canh ngon mê ly luôn Nghe đến món canh yêu thích Mà tâm trạng tôi cũng không khá lên được Còn trầm thấy mặt tôi ỉu xìu Như bánh bao gặp nước Thì nó mới hỏi Sao? Nay gặp chuyện gì không vui à? Kể tao nghe coi <laughs> Cũng có chút chuyện Nhưng cũng không sao Tao giải quyết được mà không giải quyết được thì xin nghỉ sợ gì chứ nghiêm trọng lắm hay sao mà đòi nghỉ hả mày Tao không biết nữa ta chỉ biết bây giờ ta đói lắm thôi trâm mỉm cười rồi nhìn tôi đáp được rồi ta đi nấu ngay đây tối đó hai đứa nằm cạnh nhau cùng ngắm trăng qua khung cửa sổ không hiểu sao mỗi lần thấy trăng tôi nhớ quê nhà bởi nơi đó có người bà yêu thương tôi hết lòng bà chính là người gắn liền cả tuổi thơ của tôi sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn khi vừa chào đời được hơn tháng mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác bố tôi cờ bạc rượu chè suốt ngày người duy nhất tôi có thể nương tựa chính là bà nội năm tôi học năm hai đại học bố tôi bị bắt đi tù vì uống rượu say rồi đánh nhau với người khác kết quả trong lúc mất kiểm soát bố tôi dùng dao đâm vào người kia Bố mới bị bắt đi tù mấy hôm Thì hai bà cháu tôi Nghe thêm tin xét đánh nữa Khi gánh thêm số nợ gần 200 triệu Bao gồm cả gốc cả lãi Mà trước đó bố thuê của bọn xã hội đen Có lẽ đó cũng là khoảng thời gian Tôi hận bố nhất từ trước đến giờ Tôi làm rất nhiều việc Mà đến giờ nghĩ lại Thấy bản thân mình phi thường Đôi khi còn có cả một chút vô nhân tính nữa Đang bên mà suy nghĩ về quá khứ con Trâm ở bên đập tay mấy cá rồi hỏi Lam này Mai tao đi gửi tiền về cho bố mẹ ở quê Mày muốn gửi tiền cho bà Thì đưa tao Mai tao đi gửi luôn cho Ừ có chứ Mai tao chuyển khoản Rồi mày gửi về giúp tao với nhá Ừ thế cũng được Kể ra Nhà tôi ở cạnh nhà Trâm Mỗi lần Trâm gửi tiền về nhà Tôi nhờ nó gửi hộ luôn Tôi chơi với Trâm từ nhỏ đến giờ Trâm thì học không được tốt Học sau cấp 3 nó lên thành phố đi làm luôn Chứ không đi học đại học giống tôi Nhưng kể ra thì những năm tháng sinh viên Tôi cũng chăm chỉ đi làm thêm lắm Từ bưng bê ở quán phở đến thu ngân Hay là đi bán quần áo Tôi đều trải qua hết Hiện tại tôi đang làm trợ lý cho sếp ở công ty Còn Trâm đang làm thu ngân ở siêu thị Vậy nên mỗi lần ở siêu thị Mà có các chương trình giảm giá hay ưu đãi gì Y như rằng nó gọi tôi qua Cùng nhau rước cả siêu thị về Mỗi lần như thế, cái tủ lạnh của chúng tôi cứ phải gọi là no đủ cả tháng. Sáng ngày hôm nay, vừa đến chỗ làm bị sếp gọi vào. Trong đầu tôi nghĩ thầm, không biết là lại có chuyện gì nữa nhở. Tôi đi vào phòng đứng trước mặt sếp, khẽ cúi đầu, chưa kịp nói gì sếp lên tiếng trước. Tối nay 7 giờ ở nhà hàng Hoàng đế, tôi đã hẹn cũng như đặt bàn ở đó rồi. Nên đến chỉ cần đọc tên thôi thì nhân viên sẽ biết nhé. Dạ vâng. Cô liệu cư xử mềm mỏng Đừng có mà thẳng như ruột ngựa như hôm trước Hỏng hết chuyện đấy biết chưa Vâng ạ Tôi đứng đó rất lâu Chỉ để nghe ông xếp già của mình giáo huấn Mà toàn những cái bài ca nói từ hôm qua Rồi không hiểu sao hôm nay Vẫn lôi ra để nói lại thế nhở Tôi nghe mà muốn thủng cả màng nhĩ luôn Để tôi đúng 7 giờ như đã hẹn Tôi ngồi sẵn ở bàn đợi Chả hiểu thế nào Gần 8 giờ Ông giám đốc hôm trước mò mặt đến Vừa bước vào phòng Nhìn tôi cười tươi để lộ hàm răng không được đều cho lắm Cùng với đó là ánh mắt có chút biến thái Giống mấy cái lão dây sùng Làm đấy à? Đợi anh lâu chưa? Nghe câu này thấy buồn nôn quá Bạn biết là cách xương hô Có quyết định rất lớn đối với buổi đàm làm ăn Nhưng mà Với người đáng tuổi bố mình thế này Phải xưng là anh em Tôi ngượng miệng chứ những lúc thế này tôi sẽ cố gắng nở nụ cười tươi rồi niệm câu thần chú nhẫn nại phải chịu đựng để bản thân có thể trở nên mềm mỏng trước mặt lão già này dạ em mới đến mời anh ngồi ạ lão ta tiến về ghế của mình không chút giữ mình kéo luôn ghế lại sát chỗ tôi đang ngồi rồi ung dung thả cái dáng người quả tạ của ông ta xuống ghế tay vòng qua khoác lên vai tôi em gọi món chưa tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên trong khi hai tay tôi nắm chặt Đặt lên đùi của mình Tôi bị cười nhìn ông ta đáp Dạ em gọi rồi ạ Nói rồi tôi kêu phục vụ gần đó mang đồ ăn lên Trong lúc chờ đợi đồ ăn mang ra Tôi đưa bản hợp đồng về phía trước mặt ông ta nhỏ nhẹ nói Dạ như hôm qua bên em trao đổi rất kỹ với anh rồi ạ Không biết anh có thắc mắc ở đâu để em giải thích thêm ạ Lão nghe tôi hỏi lắc đầu nguôi nguổi như con đuông dưới Chả hiểu sao cái lúc ấy Càng lúc lại càng tiến đến gần sát bên cổ tôi. Cái mũi theo đó ngửi ngửi đánh hơi như kiểu mấy con chó nghiệp vụ ấy. À, anh có thắc mắc gì đâu. Chỉ là không biết em dùng hãng nước hoa gì thơm thế nhở? Tôi nghiêng đầu né sang bên khác cười gựa. À, dạ em đâu có dùng nước hoa à? Thế à? Thế do em sinh ra thơm sẵn rồi à? Thế này thì anh càng thích em rồi đấy. Nói xong hắn ta đưa tay đặt lên đùi tôi. Lúc ấy tưởng chừng Sức chịu đựng của tôi sắp hết hạn Ai ngờ đúng lúc này Nhân viên ở ngoài mang đồ ăn lên Nhìn thấy bạn nhân viên Tôi cứ như kẻ chết đuối vớ được cọc Tôi vội đứng dậy nói Dạ Bạn để đây để mình giúp nhé Tôi đưa tay ra đỡ mấy món giúp bạn nhân viên Rồi đặt lên bàn Sau khi bàn được lấp đầy đồ ăn Tôi từ từ ngồi lại xuống ghế Hít một hơi sâu Tay cầm bút đưa về phía lão ta lên tiếng nếu anh không có gì thắc mắc Mình ký vào bản hợp đồng giúp em với ạ à? Chứ em có cái tật Nếu không làm xong việc xếp giao Ăn uống không được ngon miệng ạ à? Thế à Dạ Coi như anh thương em Phật gái yếu đuối Anh ký giúp em với ạ à? Ánh mắt lão ta lúc này nhìn tôi say đắm Làm tôi nghĩ mình sắp thành công Ai ngờ đâu Lão ta nói ra câu đầy chắc nịch Hay là thế này Nếu tối nay mình đi đâu đó vui vẻ một tí anh đảm bảo với em sáng hôm sau việc xếp giao cho em thế nào cũng hoàn thành nó đến đây ông ta đưa tay đuổi bạn nhân viên đứng gần đó ra ngoài sau khi cả phòng chỉ còn hai người lão ta bắt đầu mạnh tay mạnh miệng hơn trước ta đặt lên đùi tôi bắt đầu di chuyển cái đầu khi nãy ở ngoài lúc này đưa sát đến cổ tôi tình huống này ngoài dự kiến tôi chỉ biết đưa tay đẩy lão ta ra miệng liên tục nói Bình tĩnh, bình tĩnh đã Dường như tôi càng nhân nhượng bao nhiêu Ông ta lại càng được đà lớn tới Đúng lúc đó một giọng nó non nớt Ở gần đó cất lên Siêu nhân đây đồ xấu xa kia Thả công chúa ra Nghe câu này tôi với ông ta bất ngờ hướng mắt ra xem Chủ nhân câu nói là ai Một cậu nhóc đứng ở cửa phòng Hai tay chống nạnh Cố tỏ ra hung dữ Nhưng hai má cậu nhóc phúng phính như đáng yêu vô cùng Cùng lúc đó ông ta từ từ đứng lên đi về hướng đứa nhóc, tôi sợ ông ta có hành động gì không phải với trẻ con. tôi đứng lên đi theo sau. ông ta ngồi xuống, ánh mắt giữ tợn như cậu nhóc kia. nhóc con, đây là chuyện của người lớn, không phải mấy chuyện cổ tích hay siêu nhân gì đâu nhá. về đi. cậu nhóc dường như bỏ ngoài tai lời nói của ông ta, thong thả bước đến chỗ tôi, nhìn tôi mỉm cười, để lộ mấy cái răng bé xíu xinh xinh, cùng hai bên má núm đồng tiền, đưa tay nắm tay tôi công chúa không sao chứ ta đến giải cứu cho công chúa tôi chưa kịp trả lời cậu bé kéo tôi đi chưa đi được hai bước chân ông ta thô bạo cầm tay tôi kéo về trong lúc đó tôi không may làm cậu nhóc ngã lăn ra đất lúc này tôi hoảng sợ đứa bé bị làm sao tôi rực tay mình ra khỏi tay ông ta đi nhẹ đến đỡ đưa bé lên mẹ không sao chứ có bị thương chỗ nào không mẹ con lắc đầu Tôi còn đang lo lắng cho đứa trẻ trước mặt, ông ta bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, miệng quát lớn, "Rốt cuộc cô có muốn ký hợp đồng nữa không?" Tôi quay qua nhìn ông ta, rồi hít thở sâu một hơi, hay đọc câu thần chú phải bình tĩnh 100 lần, tôi cũng hết sức chịu được. Tôi đứng lên, để đứa trẻ đứng nó rồi mới nói, "Không ký nữa, tôi thám mất việc còn hơn để cho ông làm trò dơ bẩn với mình, lão già dê sồm." "À, con này" Mày vừa nói tao là gì cơ? Dứt lời, ông ta đưa tay lên không trung. Không cần nói cũng biết, tôi chuẩn bị ăn chọn cái tát rồi. Cảm nhận điều gì đó, tôi chỉ kịp theo phản xạ, khép chặt mắt lại. Hai hàng lông mày co lại gần nhau hơn. Thế mà chờ mãi, chờ mãi, tôi chưa thấy mình bị tát. Ngừng lại có cảm giác, có ai đó bước đến đứng bên cạnh mình. Tôi mở mắt ra, chỉ kiến cảnh người đàn ông cao hơn mình. Anh ta Tay nắm chặt cổ tay lão già kia Sức nắm của người đàn ông này Làm gương mặt ông ta dần trở nên nhăn nhó Hàng lông mày lưỡi kiếm Theo đó dựng lên Thể hiện rõ sự tức giận Bỏ tay ra mày có biết tao là ai không Tao là giám đốc của Chưa để ông ta nói hết câu Người đàn ông đó vặn ngược tay ông ta Một cách nhanh gọn Ánh mắt đầy thâm trầm Cầm miệng Nói rồi Anh đẩy ông ta về phía trước Chả hiểu rõ Để ý kiểu gì Cả người ông ta ngã lăn ra đất Sau đó quay ra nhìn đứa trẻ đứng nét mình phía sau tôi Gương mặt có chút không vui Có không mau ra đây Cậu nhóc ở phía sau nghe vậy Đưa tay bám chặt chân váy tôi Cái đầu thì lắc liên tục Thấy tình hình có chút căng thẳng Tôi quay người lại cúi thấp người xuống nhìn cậu bé Sao thế? Có gì muốn nói với chị không? Cậu nhóc ghé sát tay tôi Như muốn chia sẻ điều gì đó mà không muốn để người đàn ông trước mặt nghe được Bố em đấy Chị thấy bố em thế nào Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì Cậu bé nói tiếp Bố em hơi khó tính, hơi kỳ cục Hơi ít nói nhưng giàu lắm Chị có muốn lấy bố em không Em không thích mấy cái cô bố em đưa về nhà đâu Nghe cậu nhóc nói Tôi đưa tay lên miệng che lại vì thấy buồn cười quá Cảm ơn ý tốt của em Nhưng đây là chuyện người lớn Nên để người lớn giải quyết nhé Tôi vừa nói Vừa đưa tay chạm nhẹ lên má cậu nhóc Vô tình quên đi mất ở đây Có người âm thầm quan sát hai chúng tôi Anh ta đi lại Cúi người thấp xuống bế cậu bé Rồi xoay người bước đi Toàn bộ hành động đó Không một chút để ý Hay liếc nhìn qua tôi Duy chỉ có cậu nhóc Lúc bị bố bé đi vẫn quay đầu lại Đưa tay lên chào tạm biệt tôi Hẹn gặp lại chị xinh gái nhé Sau buổi tối đó Tôi chủ động nộp đơn xin nghỉ việc Và được xếp ký duyệt cho nghỉ luôn Cảm giác như sếp muốn cho tôi nghỉ lắm ấy. Mấy hôm sau Nghe đứa em trước hay chơi cùng ở công ty kể là Tôi vừa nghỉ việc cái Hôm sau có người đến thay thế vị trí đó Chưa kể còn nghe đồn Đó là bồ nhí của sếp cơ Mấy nay tôi ở nhà Rồi ăn lướt mấy trang tuyển dụng kiếm việc Lúc nào mệt quá thì lăn ra ngủ Kể ra đây là khoảng thời gian hiếm hoi Tôi được nghỉ ngơi như thế này Nhớ lại ngày trước Ngoài làm ở công ty Tôi nhận thêm một số việc làm ở nhà vào buổi tối Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Đến bây giờ tôi chưa có bạn trai Cứ ai rủ đi chơi Y như rằng tôi từ chối với lý do bận công việc Lần một đến lần hai từ chối không sao Nhưng đến lần ba lần bốn cũng từ chối Thành ra chẳng còn ai dám hẹn tôi đi chơi nữa Nay thời tiết nắng nóng Tôi ghé qua siêu thị chỗ con châm làm để chơi Với mua mấy thứ linh tinh Chứ ở nhà nằm chơi bật điều hòa Thấy sót tiền điện à? Để siêu thị tôi lượn một vòng để xem Cuối cùng chỉ mua được mấy hộp sữa chua Và ít bánh mì mang ra Thanh toán xong Tôi ghé qua quán trà sữa gần đó Gọi cho mình một vị trà sữa dâu Thêm chân trâu Rồi ung dung ngồi xuống thưởng thức Ngồi một lúc Còn Trâm bớt được chút thời gian rảnh qua ngồi cùng tôi Nó gọi đồ uống xong Thì lại ngồi xuống ghế bên cạnh tôi Kiếm được việc chưa? Ừ, tao mới nộp mấy chỗ Chờ nó gọi đi phỏng vấn nữa Mày có kinh nghiệm thì cũng xin dễ thôi Kiếm chỗ nào lương thưởng với đãi ngộ tốt thì làm Ừ, thế chuyện của mày với ông Hưng sao rồi Dạo này không thấy ông ý ghé qua chỗ mình chơi nhở Tôi nghe tôi nhắc đến Hưng Châm nó có chút gì đó buồn buồn Hàm mi theo đó cụp xuống Họ tao á, chắc là sắp chia tay Nghe đến đây tôi bất ngờ lắm Hai người họ yêu nhau hơn ba năm rồi Tình yêu vốn là cái gì đó rất đẹp, nhẹ nhàng Làm tôi khi nhìn vào có chút ghen tỉ Thật đó, sao chia tay? Có phải mày đang đùa tao đúng không? Đâu, sự thật đấy Thế, rốt cuộc sao? Tại sao? Thì gia đình Hưng phản đối Bố mẹ anh ấy là cán bộ ngân hàng nghỉ hưu Chị gái làm phó giám đốc ngân hàng trong tỉnh Trong khi đấy nhà tao, mày biết rồi đấy Chưa kể anh ấy học hết đại học Tao là đứa học hết cấp 3 Gia đình bên đó chưa biết chuyện này Chưa biết rồi Chắc càng quyết liệt phản đối Nghe trầm kể Tôi chỉ biết thở dài theo nó Vừa trách lại vừa thương Trách là vì chuyện như thế Nó chưa từng kể với tôi trước đó Thương là vì thương cho hoàn cảnh của nó Buồn dị ai chẳng muốn được sinh ra Trong gia đình của bố mẹ giàu có Để được ăn sung mặc sướng Nhưng cuộc sống này đâu phải muốn là được Sự sắp xếp của tạo hóa Luôn là thứ gì đó để con người ta thấy được cuộc sống này Vốn không phải chỉ có màu hồng Dưới Trâm còn có hai em đang học cấp 2 Trong khi đó bố Trâm mấy năm trước từng đi phụ hồ Nhưng không may ngã từ tầng 7 xuống dưới đất Cũng may phúc lớn mạng lớn giữ được tính mạng Chỉ tiếc là sau vụ tai nạn ấy Ba bị mất khả năng lao động Chỉ có thể ngồi xe lăn Mẹ Trâm thì ở nhà chăm sóc Cũng như trông non chồng và hai đứa con thì thoảng trong làng có việc gì họ thuê thì làm. Gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng đôi vai gầy nhỏ bé của Trâm. Nhiều lúc nhìn nó rồi nhìn bản thân mình, tôi thấy có chút buồn cười. Cứ nghĩ mình khổ lắm cơ, ai ngờ có bạn mình nó còn khổ hơn ấy chứ. Kể ra thì gia đình bên Hưng phản đối cũng có cái lý của họ, mình không thể trách họ, vì đa số bố mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con cái. Nhưng đôi khi họ không biết điều làm con cái hạnh phúc chính là sự tin tưởng ủng hộ của bố mẹ dành cho quyết định của chúng họ dùng sự trả đời để đánh giá mà quên mất dù đúng dù sai thì đó là của tương lai mà tương lai vốn là cái gì đó chẳng ai đoán được mày nói lời chia tay với anh hương chưa tao cũng thử đề cập nhưng hư gạt đi ừ tao chỉ người đứng ngoài không hiểu rõ cảm giác của mẹ thế nào nhưng dù có chuyện gì tao tin rằng hơn không để mày bị thiệt đâu Chả rõ nữa Thôi cứ để thuận tự nhiên vậy Nó đến đây Trâm đứng lên trở về vị trí làm việc tiếp Còn tôi ngồi đó uống hết cốc trà sữa Rồi mới chịu đứng lên ra về Ba hôm sau Tôi nhận được cuộc gọi mời đi phỏng vấn Cho vị trí thư ký của chủ tịch tập đoàn Des DNS Sau khi điện thoại Thì tôi hét lên trong sung sướng Vì trong các đơn xin việc được gửi đi Tôi thích cái tập đoàn này nhất đây này Giờ chỉ hy vọng buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp Có thể được đặt chân vào tập đoàn lớn làm việc thôi Sáng hôm sau diễn ra buổi phỏng vấn Tôi trang điểm nhẹ nhàng Mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen Đi thêm đôi guốc cao 5 phân Là tự tin ra khỏi nhà đến chỗ phỏng vấn Đến nơi Tôi sốc từ lúc bước vào phòng Để chờ đợi phỏng vấn Bởi lẽ lúc tôi đến Có 10 người đó đang chờ để được phỏng vấn Ngồi thêm một lúc Cũng phải thêm gần chục người nữa bước vào Số lượng lớn thế này Tôi thấy khả năng trúng tuyển có chút mong manh Dự là sao buổi nay lại tiếp tục đi tìm việc Chờ rất lâu Mới được đến lượt vào phỏng vấn Để khi phỏng vấn xong bước ra ngoài Tôi có niềm tin chắc nịch Bản thân không đỗ Bởi lẽ tôi vào đó trá nó được câu gì Ngồi ghế làm bài test trên giấy 30 phút Thì nhận được thông báo phỏng vấn xong Trong khi những người trước đó phỏng vấn xong đi ra ngoài đều than là bị hỏi nhiều quá trời. Chính vì điều đó mà trên đường trở về nhà, tôi thấy có chút hoang mang về buổi phỏng vấn của mình. Vừa về đến phòng trọ, thấy con Trâm nằm dài trên giường. Tôi nhìn nó bất ngờ hỏi, ơ, tao tưởng nên mày đi làm cơ mà. Thì đúng là thế, nhưng thấy trong người không khỏe, tao xin về. Thế mày bị làm sao? Có cần đi khám không? Thôi không cần đâu, nằm ngủ một giấc là được. Mà mày đi phỏng vấn sao rồi? Không nhắc đến thì thôi Tự dưng nghe con châm hỏi làm tôi có chút buồn à, Chán lắm chán muốn kể Mày nghỉ đi tao nấu bữa trưa Sau gần một tiếng nấu ăn Tôi cho ra thành quả ăn ngon ngoài mong đợi Chỉ có điều vừa ngồi xuống ăn cơm Cái châm nó cao mày Tiếp đó đưa tay ôm miệng Chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn Thấy nó vậy tôi vội vàng chạy theo Mày sao thế Không không sao đâu Chỉ là ngửi thấy mùi dầu mỡ tao thấy khó chịu quá Cảm thấy nôn nao trong người ấy. Nghe nó nói tôi im lặng suy nghĩ Sao các biểu hiện này nó giống với mang bầu thế nhở Trâm Mày có thấy biểu hiện của mày Rất giống với biểu hiện ngén của bà bầu không hả Trâm nghe tôi nói Nó tỏ ra bất ngờ Cùng một chút bất an đưa tay nắm chặt tay tôi Chắc không phải đâu Bình thường cái người của tao nó không ổn định Nên chắc không dễ dính đâu Cái con này Dễ chứ không phải là không thể nhá Nói xong tôi dìu con Trâm về lại giường Dặn dò nó Mày ở đây đợi tao, tao ra tiệm thuốc đầu ngõ mua que thử. Chuyện này không đùa được đâu nghe chưa? Phải thử để biết chắc chắn thế nào nữa. từ mặt thất thần, cùng ánh mắt hoảng loạn của nó nhìn tôi. Khẽ gật đầu lên tiếng. Ờ, tao biết rồi. Để chắc chắn, tôi mua một lúc ba chiếc que thử thai. Vừa mua đến phòng, tôi dục con châm đi vào trong thử luôn. Mà không hiểu sao, ngủ đợi nó bên ngoài, Tôi có cảm giác buồn chồn xa lẫn chút ký ức xa xưa ùa về Đợi lâu quá đến mức tôi đứng lên Đi gõ cửa phòng vệ sinh gọi Có kết quả chưa mày Mang ra đây cho tao xem Tôi đập cửa thêm mấy cái nữa Người bên trong mới chịu mở cửa Trên tay cầm ba chiếc que Cụ khuôn mặt khá ủ rũ Nó đưa que thử cho tôi Này Mày tự xem đi Nhận lấy chiếc que thử thai từ tay Trâm Tôi không khỏi bất ngờ Cả ba cái đang hiển thị hai vạch rất đỏ và đậm nét Trầm nhìn tôi gương mặt mếu máu như sắp khóc Rồi ôm Trầm lấy tôi Tao phải làm sao bây giờ mày Tao... Tao thực sự rất dối Bình tĩnh đi Tao nghĩ mày nên nói chuyện này với anh Hưng Rồi bàn hướng giải quyết Nhưng không được Tao mới nhắn tin chia tay với hương tối qua thế hưng đồng ý chia tay với mày không anh ấy không nói gì chỉ đã xem cho là đồng ý thôi tôi cầm điện thoại của mình tới gọi cho hưng thì cái trâm nó ngăn tôi thôi đừng mà mày định làm gì chứ thì gọi cho hưng chứ sao là con của hai đứa chứ có phải của mình mày đâu trâm giật lấy điện thoại sau đó nó nắm chặt lấy lắc đầu nói không được không được thực ra có cách đơn giản để giải quyết chuyện này Chẳng cần... Chỉ cần phá bỏ cái than là được à? Nghe câu từ miệng châm, tôi không kiềm chế nổi sự tức giận. Tôi đưa tay tát lên mặt nó. Mày điên đấy à? Sao mày có thể nói ra những điều ghê tởm thế à? Mày tuy là mẹ đứa trẻ, nhưng không có nghĩa mày có quyền tức đoạt mạng sống của nó. Trầm lúc này mất hết lý trí, đi đến ném tất cả đồ đạc xung quanh xuống dưới đất. Rất nhanh sau đó, Trâm cúi người xuống lấy miếng mảnh sành từ chiếc cốc vỡ đưa lên tay. Tôi sợ nó làm điều dại dột, bộ đi đến lấy miếng mảnh sành trong tay nó ném đi. Trong lúc hai đứa giảng co, tôi không may bị miếng mảnh sành đó cứa lên tay, nhìn máu chảy ra từ tay. Trâm lúc này sợ hãi, nó cầm tay tôi miếng liên tục nói: mày mày có sao không? Tao tao xin lỗi, tao không cố tình. Tôi dùng tay còn lại vì chỗ vết thương không cho máu chảy ra ngẩng đấu lên nhìn trâm trần an tao không sao mày đừng lo nhưng máu máu ở tay ấy. không sao vết thương nhỏ ngoài da thôi mà dứt lời hai đứa ôm nhau khóc như mưa trâm khóc trong sự bế tắc của chính cuộc đời mình còn tôi khóc vì thương nó thương cho những gì trong quá khứ tôi trải qua nhưng có chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên trâm ở bên cô gái năm đó luôn bên cạnh chăm sóc động viên bảo vệ tôi Ngày hôm sau, tôi dẫn Trâm đi khám thai bệnh viện. Em bé trong bụng đã được 6 tuần rồi. Trên đường chở Trâm về, tôi dừng lại hàng bán xong ven đường mũi hoa quả. Trâm thấy tôi dừng xe thì tắc mắc. Làm gì thế? Mũi hoa quả về em lấy nước cho mẹ con mày uống chứ sao? Nhìn mày dạo này xanh sao quá. Thôi không cần đâu. Mày cứ ở đó đi, tao chăm cho cháu tao. Chăm cho mày đâu mà ý kiến. Tôi đi lại ngồi xổm xuống, Cầm túi bóng chọn ít quả tươi Nghe bảo cam giúp tăng cường miễn dịch cho mẹ Cà rốt cung cấp canxi Giúp xương phát triển Nghĩ đến đây tôi mạnh dạn nhặt mỗi thứ hơn một cân Để về ép dần cho Trâm nó uống Sau khi thanh toán xong Để lên xe Con Trâm nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn Cảm ơn mày nhá Hâm à Ngày trước tao gặp khó khăn Là nhờ mày giúp đỡ chăm lo Giờ đến lượt tao chăm lại mày Nhưng mà này Mày định không kể cho Hương biết à dù sao ông ấy cũng là bố đứa bé mà Ta chưa rõ Nhưng mày hứa với tao một chuyện được không Hử? Ừ, nói đi Mày tuyệt đối không được kể với anh Hương nhá Nhá Cảm giác con Trâm nó hiểu tính tôi Tôi từng suy nghĩ nếu Trâm mà không chịu nói Tôi đi gặp Hương để nói ra Thầy tôi im lặng không trả lời Cái Trâm nó dục Mày trả lời tao đi, mày làm được không Thôi được rồi, hứa thì hứa Thế là tôi với nó tự dưng có cái giao ước giảng buộc Thành ra cái miệng vốn thấy chuyện bất bình sẽ lên tiếng của tôi Đã nhẫn nhịn chịu đựng vậy Mấy nay con Trâm bị ngán nhiều Nên suy nghĩ ít hôm ở nhà Tôi thì đi phỏng vấn thêm mấy chỗ còn dành thời gian dành ở nhà chăm cho bà bầu Mà khổ nó ngán quá trời à Nghe đến mức ngửi thấy cơm đang chín bốc khói là cũng chuẩn bị nôn Nhìn thấy cơm là chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo Tôi biết thế không dám nấu cơm Nhưng khổ nỗi cơm nhà hàng xóm Nó cứ bay mùi qua Thế là tôi lại sang nói khó với mấy phòng trọ bên cạnh Mới ở nhà chăm nó mấy ngày Tôi cảm tưởng mình sắp ngán theo nó đến nơi rồi Đang ép nước cam cho châm Điện thoại đủ chuông Tôi ấn nghe thì đầu bên kia là một giọng nữ truyền đến Chào bạn Mình gọi cho bạn từ bên nhân sự tập đoàn DNS Ngày đến đây tôi có chút bất ngờ Vì sau buổi phỏng vấn hôm đó Tôi nghĩ mình bị đánh trượt rồi cơ Nhưng giờ nhân sự gọi thế này Chắc là tôi được nhận vào làm à Hai bên nói chuyện với nhau thêm một lúc Bên đó thông báo tôi trúng tuyển Có thể đi làm vào thứ hai đầu tuần sau Nghe xong vui quá suy chút nữa tôi hét lên Cụ mày tôi nhanh tay bịt miệng mình lại Vừa tắt máy Trâm nó ngồi gần lên tiếng hỏi Có chuyện gì mẹ vui thế Tao qua phỏng vấn rồi Tuần sau có thể đi làm đấy Thế à Ừ Bên đó vừa gọi thông báo xong Chúc mừng mày Lại công cuộc kiếm tiền không mệt nghỉ rồi Ngày đầu tiên đi làm Tôi được anh trợ lý đẹp trai hướng dẫn công việc Nghe anh giới thiệu Tôi biết anh tên Hải Làm ở đây được gần 3 năm Sau khi dặn dò tôi tất cả công việc cần thiết Hải dẫn tôi vào phòng gặp chủ tịch Mặc dù hôm phỏng vấn đã gặp qua Nhưng hôm nay gặp phải công nhận là Ánh hào quang toát ra từ người đàn ông thành đạt này phải khiến người đối diện chói mắt. Theo tôi tìm hiểu, chủ tịch của tôi tên Phạm Gia Thành, tiếp quản công ty từ ông nội quá cố năm 27 tuổi. Sau hơn 3 năm xây dựng phát triển, đã có những tăng trưởng vượt bậc, mở rộng sang nhiều lĩnh vực đầu tư khác, đem lại được nhiều kết quả thành công. Giới thiệu qua đôi chút về bản thân, tôi tính ra ngoài bắt đầu công việc, thì người đàn ông đang năm năm nhìn mình vào màn hình máy tính, Tôi bước đến Lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi Pha cho tôi ly cà phê Có lẽ lần đầu tiên Hai mắt chạm nhau cự ly gần Đúng là nhìn người bên ngoài đẹp hơn nhiều So với mấy bức ảnh chụp ở trên bìa tạp chí Dạ vâng ạ Đi đến chỗ pha cà phê Tôi dùng kinh nghiệm pha cà phê trước đó của mình Làm ra cốc cà phê Theo bản thân đánh giá là ngon Sau đó tự tin mang ra cho Thành Rồi xoay người rời đi Chưa đi được ba bước chân Người phía sau cất lời ngoài quá toa lại đi tôi quay người không một lời thắc mắc chỉ lặng lẽ mang cốc cà phê mình vừa pha để chuẩn bị pha cốc khác lần này rút kinh nghiệm tôi không cho thêm đường pha xong mang ra luôn cũng may sau khi uống thử thầy không nói gì còn tôi cũng lặng lẽ đi ra ngoài cả ngày quay cuồng ghi ghi chép chép tuy mệt nhưng vui hải cũng nhiệt tình hướng dẫn chỉ dạy có thể nói ngay đầu đi làm của tôi khá suôn sẻ thuận lợi ta làm xong tôi lấy xe về nhà luôn về đến cổng rẽ trọ nghe một giọng nam quen thuộc lam lam ơi tôi dừng xe ngoảnh đầu tôi thấy hưng đang ở gần đó nhìn anh tôi mỉm cười dạ em đây ạ à? anh đến thăm cái cha mà mình ra quán nước đầu ngõ nói chuyện một lúc được không em đoán hưng có chuyện gì muốn nói tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu vâng ạ ngồi xuống quán nước đầu ngõ hưng gọi cốc trà đá còn tôi gọi một cốc nước me nhiều đá Cùng với địa hướng dương Anh đứng đó đợi lâu chưa? Ừ, cũng mới thôi Nhìn màn hương hốc hát tiểu tụy hơn nhiều So với lần trước tôi gặp Chắc gia đình anh ấy gây áp lực Cho nên chuyện tình cảm Cầm cốc nước me uống một hơi Cho ngọt giọng Sau đó tôi mở lời Em nghe chuyện của anh với Trâm rồi Nhưng em không hài lòng lắm đâu đấy Trâm nói chia tay thế thôi Chứ trong lòng nó yêu anh nhiều lắm Lúc nào nói chia tay anh Phải điên cuồng giữ Ai đời anh cứ lặng lặng Rồi xem rồi thôi thế Hưng thở dài Ánh mắt được buồn lên tiếng giải thích Từ ra mấy nay anh về quê Tìm cách thuyết phục bố mẹ chấp nhận chăm Nhưng mọi thứ khó khăn hơn anh nghĩ Đã thế bị bố mẹ bắt đi xem mắt Này lên cơ quan Xếp báo có tên của anh trong danh sách cán bộ Được cử sang Nga học và bồi dưỡng thêm nữa Nghe đến đây vừa thấy thương Lại thấy nể hương bởi Hương thực sự xuất sắc, khi đi ra trường được Bộ Ngoại giao tuyển thẳng vào làm việc. Giờ được cử đi sang nước ngoài học, chắc chắn tương lai sau này sáng lạn. Vậy anh sao? Anh có định qua đó học không? Anh chưa rõ nữa, lúc nghe tin đấy, anh chỉ nghĩ nếu như có Trâm đi cùng thì tốt biết mấy. Nghe Hương nói, tôi thấy mình không nhìn sai người. Trâm ở bên người đàn ông này, cả đời sau này của nó có thể hưởng hạnh phúc. Chỉ mình trong suy nghĩ đó Tôi suýt chút nữa lỡ miệng Nói ra việc Trâm mang thai Nhưng cũng may kịp phanh gấp Em nói gì cơ À không có gì đâu ạ Kể ra cũng khó xử thật Cái Trâm nó còn phải lo toan gánh vác nhiều thứ Gia đình anh lại phản đối Thành ra mọi thứ cứ càng lúc càng phức tạp ấy ạ Ừ anh cũng thấy thế Cả ngày nay trong đầu anh cứ quẩn quanh suy nghĩ Có nên bắt cô ấy nhét vào vali Rồi kéo sang Nga cùng mình luôn không Được vậy thì tốt quá nếu anh tính làm thế, em giúp một tay nhé. Nó đến đây, hai anh em chúng tôi bật cười nhìn nhau. Gương mặt Hưng cũng dần thả lỏng, chứ không còn căng thẳng như lúc trước đó. Vì em chưa trải qua chuyện này bao giờ, không biết đưa ra lời khuyên thế nào tốt nhất cho anh với Trâm. Chỉ hy vọng nếu tình yêu anh dành cho Trâm đủ lớn, hai người cứ làm theo những gì con tim mách bảo ấy. Ừ, anh cảm ơn em. Anh đừng nói chuyện khách sáo như thế, chúng ta là bạn bè mà, Mọi chuyện cứ thế nhá Nếu cần em giúp thì cứ alo Em về chuẩn bị bữa tối đây Ừ Nhớ chăm sóc chăm giúp anh Nhất định không để mọi chuyện kết thúc thế này đâu Chào tạm biệt hương xong Tôi nhanh chóng trở về phòng Vừa mở cửa thấy con chăm mệt mỏi từ nhà vệ sinh Chắc vừa nôn xong đây mà Sao mệt lắm hả à mày Ừ mệt thật đấy Rửa gan cứ lộn tung hết cả lên ý Phụ nữ mang thai đã mệt và vất vả Tôi cố gắng lo cho chăm thế nào thì chắc chắn không bằng hương trăm có lẽ tôi nên một lần thất hứa với trăm để đứa trẻ trong bụng sớm được trọn vẹn bên cả bố lẫn mẹ này tao ấy vừa gặp ông hưng ở trước cổng đấy thế à anh ấy hỏi gì về tao không có người yêu ừ. mày không hỏi về mày chả nhẽ hỏi về tao à tao nghe kể rằng là ông ấy được cử sang nga học để nâng cao nghiệp vụ hình như sắp thi thì phải đấy mà con Trâm lúc này rõ đang buồn Nhưng cố ra vờ không sao Nhìn tôi gượng cười à, Vậy thì tốt rồi Anh ấy vốn là người xuất sắc mà Ui rồi tốt cái khỉ khô gì Mày có chắc là tốt không Hay tối đến nằm ôm gối khóc một mình Tao không phải là Vì tao không biết Như này mày bỏ cái tính Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác Sống đôi khi phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa chứ Mày cứ như vậy à. Con mày đẻ ra phải làm sao hả Thôi đừng nói nữa Tao mệt rồi Tao cần nghỉ ngơi đã Trâm nằm lên giường Xoay ngược vào bên trong Để tránh ánh mắt trách cứ của tôi Tôi bực mình quá Đi lại tủ lạnh Lấy chai nước uống cho hạ hỏa Càng nghĩ càng đến bức xúc à Không biết lần trước Mẹ Hương gọi điện nói gì Mà để Trâm dứt khoát quan hệ với Hương như vậy nhở Này đang ngồi làm việc một cô gái mặc gợi cảm, váy ngắn Để lộ đôi chân dài miên man đi đến chỗ tôi ngồi Từ từ tháo kính dâm đang đeo xuống dưới Anh Thành có bên trong không? Tôi nhìn cô gái trước mặt Dám gọi hẳn tên của chủ tịch Chắc chắn là người quen Nhưng dù thế nào vẫn phải theo nguyên tắc mà làm Dạ, cô có lịch hẹn trước chưa Không có, nhưng cũng không cần thiết phải có Cô là nhân viên mới à? Dạ vâng ạ Nếu cô chưa có lịch hẹn trước thì chưa nói hết câu cô ta phớt lờ lời tôi xoay thẳng người đi về hướng phòng chủ tịch tôi vội đứng dậy chạy nhanh đến chặn cô ta lại cô không được vào bên trong đang tiếp khách rất quan trọng cô ngồi đợi ở ngoài đi ạ à? cùng lúc này cánh cửa sau lưng tôi mở ra người bên trong theo đó tiến ra tôi thấy thành cùng đối tác đứng ở đó tôi vội đứng sang một bên sau khi tiễn vị đối tác đó ra đến cửa thang máy thành từ từ tiến lại chỗ chúng tôi anh ta liếc nhìn tôi rồi đến người phụ nữ bên cạnh chưa kịp nói gì cô ta lao đến đứng sát bên thành áo cái bộ ngực như muốn rụng xuống đất của cô ta lên cánh tay anh nũng nịu anh sao gọi điện mấy lần anh không nghe máy biết người ta nhớ anh thế nào không hả mà còn nữa bên anh mới tuyển thư ký mới à sao không tuyển em em muốn làm thư ký cho anh người ta muốn làm thư ký không công cho anh đây này Trời đất ạ ngay đến đây tôi suýt bật cười thành tiếng mày kịp thời kìm chế lại Thế mà không hiểu sao vẫn để Thành nhìn ra Anh bỏ qua những lời núng nịu của cô gái bên cạnh mà nhìn tôi Sao lại cười? Không có ạ, tôi hoàn toàn không có cười thưa chủ tịch Dứt lời tôi bị ai kê lườm cho một cái Chắc là cảm giác bị Thành phớt lờ Cô ta mới làm thế với tôi Chưa kể nhanh miệng mách lẻo Em thấy cô thư ký này của anh Làm việc rất chi chiều tuyên chuyên nghiệp nhá Chả có tí chuyên nghiệp nào cả Khi này em đến thấy cô ta ngủ gục trên bàn Chưa kể thái độ tiếp đón không được nềm nở đã thế ngăn không cho em gặp anh đấy Tôi mở căng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt trong sự ngỡ ngàng Không nghĩ cô ta có thể bịa đặt vu khống người khác một cách trắng trợn như thế Tôi tìm tài liệu mà Thành yêu cầu Tôi muốn đưa cả hai con mắt ra đây này Thế mà cô ta dám nói tôi ngủ gục trên bàn Đã định lên tiếng phản bác Thành lên tiếng trước Không phải tôi nói trước đó Hết hứng thú với cô rồi à Giờ muốn tự về Hay bảo bảo vệ đưa cô xuống Nói xong Thành đi thẳng về phòng làm việc không chút lưu luyến Để cho ai đó bị quê Cô gương mặt xám xịt lại Nhìn cảnh tượng này tôi hả hê quá đi Mà trong lúc hả hê Tôi lỡ nhếch sang ra cười Ai ngờ đâu bị cô ta quay sang trừng mắt Cười cái gì vui lắm à Tôi đang định thành thật trả lời vui lắm Cô ta xoay người bỏ đi Kể ra cũng xinh Dáng như siêu mẫu Nhưng bị thành đuổi một cách đầy vũ phàng Đúng là đáng đời mà trở về bàn làm việc vừa đặt mông xuống ghế thành gọi pha cho anh ta cốc cà phê vừa đặt cốc cà phê trên bàn thành nhìn tôi hỏi cô có gì muốn giải trình không là sao ạ à? thì nãy có người tố cáo cô ngủ trong giờ làm việc trên cương vị người tiếp nhận ý kiến tôi nghĩ mình cần ngay từ hai phía tôi không hề ngủ trong lúc làm việc đâu ạ à. nếu chủ tịch thấy lời nói của tôi chưa đủ tin cậy có thể kiểm tra camera để xác nhận sự thật ạ à? Thảy nghe tôi nói thì khẽ mỉm cười Mặc dù anh ta quay mặt đi hướng khác Để che giấu nụ cười Nhưng tôi tinh ý nhận ra Công nhận đã đẹp rồi Đến lúc cười còn đẹp mê cơ Buổi chiều đang ngồi làm việc Một cậu nhóc chạy đến núp dưới gầm bàn làm việc của tôi Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì Hải chạy đến nhìn tôi hỏi Cô có thấy cậu nhóc nó chạy qua đây không? Lúc này nhóc đang ở dưới gầm bàn của tôi Ra tay kéo gấu quần tôi Cậu bé nhìn tôi lắc lắc đầu liên tục chả biết có phải do nhìn cậu bé đáng yêu quá không tôi ngẩng đầu nhìn hải không chút do dự đáp em không thấy hả à? thế à cô làm việc tiếp đi nhé tôi đi tìm chỗ khác sau khi hải rời đi cậu nhóc từ từ chui ra khỏi gầm bàn đứng trước mặt nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên thốt lên À chị gái xinh đẹp chị nhớ em không tôi nghe cậu nhóc gọi mình như thế có chút bất ngờ suy nghĩ một lúc nhớ ra người duy nhất từ trước đến nay gọi tôi chị xinh đẹp chỉ có cậu nhóc tôi đó thôi Tôi chỉ tay phía cậu bé Không lẽ em là cậu bé hôm đó à? Thấy tôi nhận ra mình Cậu nhóc tỏ ra rất vui Cười tít mắt Để lộ hai bên mà lúm đồng tiền dễ thương Đúng em đây này Em tên Hạt Tiêu Chị đừng gọi cậu bé nữa Nghe xa lạ lắm ạ à? Nghe cậu bé nói xong tôi bật cười Đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc Chào Hạt Tiêu Chị tên Lam Rất vui được gặp em Thế giờ Hạt Tiêu cho chị hỏi Sao em xuất hiện ở đây Chú khi nãy đang đi tìm em đấy à? Hà Tiêu lắc đầu, cái miệng nhỏ xinh chu ra chùm chím. Hì, chơi với chú đó chán lắm, em không có thích. Hà Tiêu nói xong, cánh cửa phòng gần đó mở ra. Vừa thấy Thành, tôi đứng dậy nhìn anh ta hỏi. Dạ, chủ tịch muốn đi đâu ạ? À không, cô cứ làm việc của mình đi. Thành cầm điện thoại ấn gọi cho ai đó, rồi đưa máy áp lên tai. Cậu đón thằng mẹ đến đây chưa? Không biết đầu dây bên kia nói gì, Hai đầu chân mày thành co lại gần hơn Khẽ thở dài rồi lên tiếng Gọi thêm mấy người đi tìm đi Thằng bé hay thích chơi trốn tìm Bé vào cho cậu rồi Lần này tôi phải phạt nó thật nặng mới được Thành vừa tắt máy Hà Tiêu đứng ở chỗ tôi Nhanh chân chạy ra đứng trước mặt Thành từ lúc nào Hai tay chống lại Bố là người xấu, bố không yêu con Trước tình cảnh này tôi có chút trột dạ Chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thấy Thành từ từ ngồi xuống bế hạt tiêu lên thơm vào má cậu nhóc Mặc cậu bé né tránh Nhưng anh thơm má cậu nhóc rồi dịu dàng lên tiếng À nào bố không yêu con Tuy có kháng cự Nhưng dễ dàng nhận ra Hạt tiêu thích bố thơm má Nhưng cố tỏ ra giận dỗi trông rất đáng yêu để bố chứng minh đi Bố lúc nào cũng chỉ nói mồm Thành bật cười thành tiếng Trong ánh mắt của anh Lộ rõ sự cương chiều dành cho hạt tiêu Nhưng có lẽ cậu nhóc còn nhỏ Chưa cảm nhận được rõ điều này Giờ con muốn bố chứng minh thế nào có mấy chịu tin bố đây Cậu bé đưa tay về phía tôi Bố lấy vợ đi Con tìm được vợ cho bố cái kia kìa Thành theo hướng tay của con trai mình nhìn phía tôi Anh nhìn một lúc rồi quay đi Nhìn đầu về phía hạt tiêu Để chán bố hai bố con chạm nhau Bố sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của con Giờ thì bố con mình vào trong chơi xếp hình Lego nhé Bố nói thật không ạ Thành gật đầu sau đó xoay người bế cậu bé vào trong phòng làm việc của mình trong khi tôi thấy nóng san cả mặt chỉ vì câu nói mở ẵm khi nãy của hạt tiêu tôi nhớ trong tất cả các bài báo tôi đọc về thành cũng như về công ty chưa có bài nào viết về chuyện anh kết hôn nếu hạt tiêu nói muốn có mẹ tức là anh ta hiện gà trống nuôi con à kể ra tôi thấy xu hướng ngày nay của nhiều người đàn ông thành đạt cũng hay đấy họ thích có con hơn là việc lấy vợ rồi có con à sau hôm đó tôi hơi nhiều chuyện hỏi hải Biết được Thành có một cậu con trai tên Hạt Tiêu Cậu nhóc 3 tuổi Còn về vấn đề mẹ đứa bé là ai thì không biết Theo như phỏng đoán của tôi Phụ nữ muốn được xếp hàng đẻ cho anh ta Chắc có mà hàng dài Còn về sự ra đời Hạt Tiêu Có thể là kết quả của cuộc tình nào đó Nhưng dù thế nào Đứa trẻ đó mang lại cho tôi cảm giác Có cái gì đó thân quen Nhìn chỉ muốn bé lên cưng nựng hôn má thôi một tháng sau nay vừa đi về đến nhà đưa tay bật đèn phòng thì ôi mẹ ơi con trâm nó mặc cái áo sơ mi trắng lù lù ở trong phòng tối tôi đưa tay lên đặt trước ngực cố gắng hô hấp bình thường sợ trong lúc hoảng hốt tim nó nhảy dựng ra ngoài mất mày làm cái gì tối rồi không bật đèn lên tính dọa ma tao đấy hả à? trâm nó ngước mắt nhìn tôi nói mày kể chuyện tao có bầu chưa nghe à tôi nhìn trâm không chút do dự trả lời ừ tao tao kể cho hưng đấy thật ra không rõ ai kể mà sao hôm trước hưng có gọi điện hỏi tôi có phải trâm mang thai không không biết có phải hai anh em thần giao cách cảm không hay vì tôi đang có ý định kể chuyện đó với hưng giờ tự dưng được ông ấy hỏi câu ấy tôi càng dễ trình bày vấn đề còn trâm nó nghe tôi thẳng thắn thừa nhận thì có phản ứng trái ngược so với những gì tôi nghĩ tôi sẵn sàng tinh thần nghe nó chửi Ai ngờ nó im lặng không nói gì thêm Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trên giường Đưa tay xoa bụng Mày sao thế Nếu muốn mắng muốn chửi tao thì cứ chửi đi Đừng im lặng như thế Tao biết mình đã hứa với mày trước đó Nhưng cứ để như này tao không chịu nổi Thà làm kẻ thất hứa Còn hơn để cháu tao không có bố Trâm khẽ thở dài Ánh mắt lờ đờ nhìn ra màn đêm bên ngoài khung cửa sổ <laughs> Này hôm qua chỗ gặp tao Anh ấy bảo Nếu muốn làm mẹ đơn thân Anh ấy tôn trọng quyết định Và gửi tiền chu cấp hàng tháng cho hai mẹ con Tôi gật đầu cái rụp Thế nói gì đó không Hưng bảo mai anh ấy Thì đi qua đó ba năm Thì đúng quá rồi gì nữa Đúng ý mày đúng không Hình như ta vẫn tò mò không biết Mẹ Hưng gọi điện nói gì Để mày dứt khoát với Hưng như thế Vẫn là anh nhìn xa xăm Và màn đêm qua khung cửa sổ Trầm nói tiếp Ba ấy bảo nếu tao và anh ấy không chia tay ba ấy tự mặt hơn Chưa kể còn dọa không để cho gia đình ở quê tao yên ổn nữa Nhưng bây mà giờ mày mang thai cháu nhỏ Không lẽ nhẫn tâm máu lạnh đến mức đó à Hưng là con trai trong nhà Đâu phải nói muốn từ mặt là từ mặt được <laughs> Tao không biết nữa Có lẽ để anh ấy đi Đó là tốt nhất cho cả hai Đúng là muốn điên đầu với cái mấy người này Nhìn cái bộ dạng người không ra người Ma không ra ma của con Trâm tôi bực mình quá đi Tôi cái con khỉ ấy Tôi bảo mặt mày cứ thẫn thờ Như là nhà có người mất thế hả Tôi dừng lại Hi hơi sâu nói tiếp Con gái có thì thôi Gặp được đúng người mình thương Thương lại mình Đó là điều may mắn rồi Không dám đối mặt Tự hỏi bản thân xem Tại sao lúc đó mày chọn bắt đầu Còn nếu chị yêu cho vui ấy Mẹ không xứng đáng với tình cảm của Hưng. Tôi biết câu nói của mình hơi quá, nhưng nó cứ mãi nhu nhược Không dám nắng bắt lấy hạnh phúc của cuộc đời mình Tôi cảm thấy bức xúc lắm Bởi lẽ nếu hạnh phúc của đời mình Mà không dám đứng lên bảo vệ Sao có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn là thế nào Sáng hôm sau Chùa báo thức kêu nhiều lần tôi mới chịu dậy Nhìn sang cạnh không thấy Trâm đâu Từ từ ngồi dậy rụi mắt mấy lần cho tỉnh táo Cùng lúc đó Trâm từ nhà vệ sinh đi ra Nhìn nó mệt mỏi thế này Chắc lại vừa nôn rồi Sao? Lại nghén à? Ừ Trâm di chuyển từng bước chậm dạp về giường Rồi ngồi xuống Tôi mới hỏi nó Thế bây giờ muốn ăn gì không? Để ta đi làm Thôi không cần đâu Mày cứ chuẩn bị đi làm đi Kệ tao nhé Tôi không nói thêm Chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường Đưa tay vươn vào một cái cho tỉnh táo Rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt Đến lúc tôi chuẩn bị đi làm Thấy con chem mặc bộ đồ ngủ trên người Tôi thắc mắc Được nghỉ hay sao giờ ăn mặc thế này Ta thấy hơi mệt Nhiều người làm thay mẹ ạ Thế ở nhà nghỉ ngơi đi Ta đi làm đây Vừa đội xong cái mũ bảo hiểm lên đầu Chưa kịp ngồi lên xe Còn trẻ mở trong nhà lao ra Nhìn tôi quả quyết nói Mày chở tao ra sân bay được không Tao muốn đi tiện anh ấy Không sợ gặp bố mẹ Hương ở đó à Thấy bảo nay có cả nhà Hương ra sân bay tiện đấy Không, không sợ Thế thì lên nhanh lên Tôi lấy trong cốp xe mũ bảo hiểm khác đưa cho nó Trước lúc đi tôi không quên dặn nó Bám chắc vào đấy nhá Trên đường chở châm ra sân bay Tôi xác định đi làm muộn Nhưng tôi kệ Việc cấp bách bây giờ phải cứu thế giới đã chứ Vừa đến nơi Con chăm thấy cảnh hưng ôm chào tạm biệt mọi người Nó đứng khựng lại Trong khi rõ ràng chỉ mấy phút trước Nó vội đến mức tôi phải giữ lấy một tay nó Vì sợ nó ngã cơ Sao thế Tao tao nghĩ lại hay mình về đi Nói xong nó xoay người kéo tay tôi đi Cùng lúc đó xong Hưng từ xa chuyển đến Trâm, em định chạy chỗ anh đi bao giờ nữa Tiếng nói cất lên Là lúc con Trâm đứng yên tại chỗ Bàn tay cô kéo lấy tay tôi từ từ buông ra Tôi đứng sát cạnh nó Đưa tay vỗ nhẹ lưng nó Mạnh mẽ lên Đã đến lúc để con của mẹ có bố rồi Trâm nghe tôi động viên Khải gật đầu xoay người Hưng cũng đi lại gần chỗ hai chúng tôi đứng Theo sau anh, có bố mẹ cùng chị gái của Hương nữa. Anh tiến lại, nắm chặt tay Trâm, nhìn nó chịu mến. Đừng nói gì cả, em chỉ cần đứng cạnh anh là được. Lúc này Hương và Trâm đứng đối diện trước mặt bố mẹ anh. Hương dõng dạc tuyên bố. Thưa bố mẹ, con muốn được kết hôn với cô gái đứng bên cạnh con lúc này. Nó đến đây, Hương từ từ quỳ xuống. Trâm đứng cạnh, theo đó quỳ xuống bên cạnh anh. Con xin bố mẹ chấp nhận quyết định của con chấp nhận cô ấy được không ạ? À? Lúc này mẹ Hương tỏ ra tức giận định lên tiếng nói gì đó Thì bố anh đứng ở bên nói trước Anh làm thế này là sao? Chẳng phải ít phút nữa anh lên máy bay rồi à? Đừng làm mấy chuyện nhảm nhí nữa Đứng lên đi vào trong đi Mẹ Hương nước mắt tức đến đỏ hết cả lên rồi Bà lau nước mắt nói Có cô nữa đấy Không phải tôi nói rõ quan điểm của mình với cô rồi à Có bao nhiêu đàn ông trên đời Sao cô không đeo bám Cô cứ nhất thiết Phải bám lấy con trai của tôi là sao chứ Trước những lời không nhân nhượng Đặc biệt là câu nói của mẹ Hưng Làm cho Trâm chỉ biết cúi đầu Cô rơi nước mắt nghẹn ngào Hưng chứng kiến cảnh này Cũng phải gồng mình lắm Kìm nén cơn giận rồi lên tiếng Trâm có tha rồi ạ à? Có không bỏ cô ấy được Dứt lời Anh dập đầu liên tục xuống đất trước mặt bố mẹ Sau đó từ từ quay sang đỡ Trâm đứng lên Có thể nhận ra Hưng đang khóc Những giọt nước mắt chảy dài trên má người đàn ông đó có lẽ là minh chứng rất rõ cho sự khổ tâm của anh khi phải đi đến bước đường này. Người đứng giữa bên tình bên hiếu, chẳng ai dễ dàng chọn lựa được cả. Cũng giống như bố mẹ sinh chúng ta, nhưng họ không thể đi cùng bạn đến cuối đời. Còn vợ, tuy không phải người bên cạnh bạn từ những ngày đầu, nhưng có thể đi cùng bạn đến cuối đời vậy. Có cùng cô ấy chờ đợi đến khi bố mẹ chấp nhận tụi con. Bây giờ bố mẹ cho con xin lỗi. Con muốn cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh trước đã. Nói xong, Hương nắm chặt tay Trâm rời đi cùng chiếc vali Để mặc sự gỡ ngàng của tất cả mọi người Nhưng tôi tin chắc, rồi đến một lúc nào đó Gia đình Hương sẽ chấp nhận Trâm Tôi đứng đấy nước mắt rơi Cứ ngỡ mình đang ngồi trong dạp chiếu phim Vì bộ phim hay quá, cảm động quá Nước mắt được mũi tôi cứ thi nhau chảy ra Đang chìm đắm trong thứ cảm xúc Thì điện thoại trong túi đổ chuông Tôi bừng tỉnh đưa tay quệt ngang má rồi cầm máy xem Đập vào mắt tôi số của Hải Tôi hoảng hốt nghe Alo em nghe ạ à? Cô đang ở đâu đấy Giờ này chưa có mặt ở công ty Em em đến ngay đi ạ à. Tôi lao nhanh ra chỗ để xe vừa đội cái mũ bảo hiểm lên đầu là phóng xe đi luôn Trên đường đi có mấy chỗ đèn đỏ Tôi liều mình phóng qua May là không bị công an tóm đấy Vừa cho xe xuống hầm gửi xe Tức tốc chạy đến chỗ thang máy Nhìn cửa thang máy vừa bị đóng Tôi chạy thật nhanh cùng tiếng hét đợi chút May mà người ở trong ý thức ấn nút Để thang máy mở lại Vừa vào tôi quay sang cúi đầu Cảm ơn ạ Đang mệt thấy Thanh đứng lù lù ở sau lưng Tôi ngỡ cả người Mồm vừa há ra để thở vì mệt quá Theo đó khép chặt lại luôn Mở căng mắt hết sức Để nhìn cái người đứng trong thang máy của mình Sau khi xác định bản thân không hoa mắt Tôi nhanh chóng định thần Dạ chào chủ tịch ạ Thành nhìn tôi Trên miệng anh ta thể hiện rõ ý cười Nhưng rất nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc vốn có Cô Dạ sao ạ? Không có gì Cả bầu không khí im lặng đến ngột ngạt Cho đến khi cửa thang máy mở ra Tôi để Thành ra trước còn mình ra sau Tôi đang đi theo sau Anh ta đột nhiên quay đầu Đưa tay chỉ phía đầu tôi Tôi chỉ biết đến quy định được mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông Chứ không nghĩ đi thang máy cũng phải đổi mũ bảo hiểm đâu Dạ Nghe Thành nói tôi đưa tay sờ lên đầu Chắc vội quá tôi quên mất việc tháo mũ chưa kể việc gặp Thành ở trong thang máy Tôi chả có tâm trí gì nghĩ đến những thứ xung quanh Chả trách lúc ở trong thang máy Anh ta cứ nhìn mình Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mất mặt Tôi gỡ vội mũ bảo hiểm Rồi nhanh chóng đi lại bàn làm việc Cả ngày đó tiếp khách chạy đi chạy lại sang các phòng ban khác Làm chân tôi mỏi dã rời Chưa kể gót chân bị phồng rộp nữa Đến lúc tan ca Có một số vấn đề phát sinh Nên tôi phải tăng ca đến 8 giờ Lúc tắt máy tính Mới có thời gian để ý chân mình Mấy chỗ phòng rộp đều đã bị vỡ ra Mang cảm giác đau xác khó chịu Tôi lấy ơ gâu dán lên rồi nhanh chóng tắt máy tính Cầm tập tài liệu vừa hoàn thành xong Mang vào phòng cho Thành Đây là tài liệu chủ tịch cần ạ Để đó đi, cô tan ca được rồi Vâng ạ Còn nữa, cuối tháng đi công tác ở Phú Quốc Tôi dẫn hạt tiêu đi cùng Cô nhớ đặt vé cho cả thằng bé nhé Dạ dựa khỏi phòng, trở về bàn, đeo túi sách Tôi không quên cầm cái mũ bảo hiểm trên tay Rồi nhanh chóng đi ra thang máy Vừa bước vào thang máy Trâm nó gọi đến Alo tao nghe Mày về chưa? Sáng nay đi làm có bị muộn không? Tao đang đi lấy xe Lát về kể cho nhá Ừ về đi tao có chuyện muốn nói Đang dở câu chuyện Đèn trong thang máy nhấp nháy liên tục Thang máy có hiện tượng rung lắc Thôi chết rồi tôi hoảng quá Sao thế mày? Ờ, không, không có gì nói chuyện sao nhá Cuộc gọi kết thúc là lúc thang máy rung lắc mạnh hơn Ánh đèn vụt tắt làm tôi sợ quá Tôi ngồi bể xuống Đưa tay ôm chặt lấy đầu Nhịp tim theo đó đập nhanh một cách mất kiểm soát Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt Sự kích động của bản thân làm tôi nhớ đến ký ức không vui lúc nhỏ Năm tôi 6 tuổi Từng bị bọn buôn người bắt cóc Chúng trói chân trói tay bịt miệng Ném tôi vào trong xe tải tối thui không chút ánh sáng Lúc ấy tôi sợ chỉ biết khóc Cũng may đợt đó công an nên cứu kịp Nếu không bây giờ tôi ở sáu xỉnh nào bên Trung Quốc rồi lúc này bất chợt đèn sáng trở lại thang máy từ từ được mở ra người đứng trước mặt ngoài chú bảo vệ tôi khá bất ngờ khi thành đang ở đây một chú bảo vệ lên tiếng khi nãy mất điện thang máy bị dừng đột ngột đấy cô không sao chứ ôi cháu không sao ạ à. cháu cảm ơn hai chú ạ à. không có gì hai chú quay ra cúi đầu chào thành rồi nhanh chóng rời đi thành lúc này đi đến đứng trước mặt tôi rồi hỏi này sao cô cảm ơn hai chú đó mà không cảm ơn tôi Dạ sao ạ Vì tôi gọi họ đến đấy Lý ra cô phải cảm ơn tôi chứ Nghe xong tôi quay đầu hướng khác khẽ mỉm cười Không nghĩ bên trong con người ấy có lúc hài hước như vậy Vâng cảm ơn chủ tịch nhiều ạ Không có gì Thành nhìn tôi Ánh mắt như muốn nói gì đó Nhưng thôi không nói nữa mà lặng lẽ rời đi Về đến phòng Thầy Trâm đang ngồi sấy tóc Vừa thấy tôi nó mỉm cười tươi Mẹ già Ừ về rồi đây Mẹ muốn chết à Dứt lời tôi nằm lăn ra giường Cảm giác ngả lưng xuống giường Sau một ngày làm việc dài thật là tuyệt vời Nằm một lúc tôi nhớ ra Chuyện của Trâm với Hưng Tôi bật dậy hỏi À mà này sao rồi Sáng tao hơi bị nể ông Hưng nhà mày luôn đấy Ừ um, tao cũng bất ngờ lắm Nhưng biết sao được Nhìn Hưng chân thành thế tao cũng muốn thử một lần Thử dễ lấy hạnh phúc cho bản thân Trong cái gương mặt tươi tắn dạng người của Trâm Tôi cũng thấy mừng cho nó từ đợt bầu đến giờ Bây giờ tôi mới thấy nó vui như vậy Hưng bảo hoãn lịch đi học ở Nga Đợi khi ta đẻ xong rồi tính tiếp Thế thì nhất hai mẹ con mày rồi nhá <laughs> Cũng vui Hưng bảo là Tao chuyển qua sống cùng anh ấy Để tiện chăm sóc hai mẹ con Nói câu này tôi biết Trâm sợ tôi buồn Vì trước nay tôi quen có nó ngủ ở bên cạnh Mỗi lần nó về quê Y như rằng tôi đó tôi bật đèn sáng cả đêm Nói chuyện với nó Cho đến khi tôi ngủ quên thì thôi Tôi lườm chân một cái ra vẻ đanh đá Cho nó biết tôi không cần nó tôi vẫn sống tốt Thì chả vậy Không lẽ để mày cho tao nuôi à Bầu đâu mà động cái gì cũng ngán Mày có biết chăm mày á Tao sút đi mấy cân thịt rồi không Chầm đứng lấy khỏi ghế Nó tiến gần tôi ôm lấy tôi vào lòng Vừa nói vừa khóc Nhớ nhá Tao qua ở với Hương Mà có đứa nào gọi điện nhắn tin nhớ tao ấy Tao không trả lời đâu đấy Gớm cứ đi đi Tao sợ mày chắc nó đến đây hai đứa ôm nhau Mà có phải xa nhau lâu đâu Thế mà nước mắt cứ chảy ra Nhớ ngày nào hai đứa chân ướt chân giáo lên thành phố Thấy cái gì cũng khác xa so với quê mình Nơi vốn chỉ có cây đa giếng nước sân đình Cùng đàn có bay thẳng cánh Ở phố thì đâu cũng thấy những tòa nhà cao chọc trời Đường xá tấp nập Người đi lại đến ngộp thở Vậy mà giờ đây đến lúc phải tách nhau ra Để có cuộc sống cho riêng mình Trâm vừa khóc nấc vừa nói Mẹ nhanh chóng kiếm cho mình người đàn ông tử tế yêu đi nhá Đừng cứ mãi một mình đấy Quá khứ năm đó để nó ngủ yên đi Mẹ không làm gì sai mà Này cuối tuần được nghỉ tôi đến ở phòng giúp con Trâm dọn đồ Đang phụ nó gấp đồ Một bóng dáng to béo lù lù xuất hiện ở cửa phòng Mấy đứa chuẩn bị đi du lịch ở đâu à? Tôi ngẩng đầu thấy bà chủ trọ đứng ở cửa Hai tay chống lạnh chuẩn bị ra dáng mẹ thiên hạ trong khi mới hôm trước tôi cãi nhau với bà ấy Chỉ vì bà ta tự ý tăng giá điện với giá nước Không biết này tự dưng mò đến cửa Định tăng thêm cái gì nữa đây Trâm lên tiếng trả lời Dạ bác vào nhà uống nước à Thôi không cần Bác đến thông báo nhé Từ tháng sau tiền phòng bác tăng thêm 300 ngàn Bà nói đến đây thì tạm dừng Lịch nhìn qua tôi rồi nói tiếp Bác thông báo trước một tiếng Không đến lúc có người bảo tăng giá mà không nói câu nào Nghe câu này đoán được bà ta đang nói tôi Trầm sợ tôi không giữ được bình tĩnh như hôm trước lại cãi nhau Nó đưa tay nắm cổ tay tôi Nhìn tôi khẽ lắc đầu Sau đó quay ra nhìn bà ta mọi người bác xem thế nào Cháu chuẩn bị chuyển đi Phòng này bây giờ chỉ có một mình Lan ở thôi ạ Chưa nói xong bà ta nhảy dựng Xong nói đầy chua ngoa được không được Bác tăng giá là tăng giá cả dãy trọ Chưa tăng riêng phòng nào đâu Giờ tự dưng lòi ra phòng cháu không tăng Mọi người bảo bác bất công thiên vị này nọ Nhưng với lại các phòng khác mấy đứa nó còn là sinh viên bác bảo tăng giá tiền chúng nó có nói cái gì đâu trong khi các cháu đi làm ra tiền rồi sao kỳ kèo kiểu này với bác thế là không được đâu đấy tôi nghe bà ta nói ngứa hết cả tài giờ con trâm có bịt miệng tôi tôi cũng phải nói cho ra lẽ cứ để bà ta ức hiếp người quá đáng thế này là không được bác nếu bác nói vậy cho nói luôn ạ các em ấy là sinh viên phụ thuộc của bố mẹ có thể chưa biết đồng tiền làm ra nó đáng quý thế nào bọn cháu đi làm rồi va chạm nhiều loại người bọn cháu biết đâu đúng đâu sai ạ trầm tới bầu không khí bắt đầu căng liền giật giật tay tôi thôi bình tĩnh đi mày tôi gạt tay nó khỏi tay mình mày cứ ý đến nó để tao nói tôi lại gần chỗ bà ta tôi nói tiếp bác thử kê khai hóa đơn tiền điện tiền nước bác phải đóng cho bọn cháu xem rồi đem cái đó so sánh với giá bác thu của bọn cháu xem gấp đôi hay gấp ba à? cái con này mày ba để cháu nói tiếp nhà trọ ngày càng xuống cấp mưa đến là tường bị ngấm nước dạo gần đây nước thì bị mất liên tục nửa đêm mới có bác thử tính xem bọn cháu đi đến với nhà đã mệt mỏi rồi lại đợi đến nửa đêm mới có nước được tắm rửa bác thử là bọn cháu xem bác có ức chế không giờ lại tăng tiền phòng nữa bà trợn mắt nhìn tôi đưa tay chỉ thẳng mặt tôi mày đúng là cái đồ đồ mất dạy dám ăn nói với người lớn thế à như gì cho nói với bác toàn là sự thật tăng thì cũng phải tăng cho hợp lý để người ta còn phục chữa à? Tăng như bác trả mấy chốc cả cái dãy trọ thành phòng phòng gì phòng gì hả mày chủ éo tao đấy à có ngon mày trả phòng luôn đi tao cần lũ chúng mày à không có chúng mày phòng trọ của tao đấy người thuê đang bực mình vì bị bà ta khiêu khích tôi dứt khoát vâng thế thì tiện thể có bác ở đây cháu thông báo luôn cháu ở hết tháng này cháu chuyển đi bác làm ơn kiếm người mới đến ở giúp cháu vậy ạ à? bà ta nghe tôi nói xong thì trực tiếp nói như quát vào mặt. Biết rồi. Dứt lời bà ta xoay người rời đi. Còn tôi vừa bực vừa khát nước, nên tiến lại tủ lạnh cầm chai nước mát lên uống. Tưởng khát bình thường thôi, ai ngờ uống một hơi gần hết cả chai nước. Uống xong ngủ thở dốc với ức chế. Còn dở hơi kia, mày tính chuyển trọ thật đấy à? Ừ, mày chuyển ra rồi. Tao cũng muốn kiếm phòng nào rẻ hơn để chuyển đi chứ. Dù là vậy thì cũng đợi để kiếm được phòng mới rồi báo với bà ấy chứ từ giờ đến cuối tháng mày không kiếm được phòng thì sao thì ở nhà nghỉ chứ biết sao tao hết chịu được con mụ đó rồi trầm khẽ thở dài lắc đầu ngán ngẩm trước tiếng ngang ngược của tôi tùy mày muốn làm gì thì làm chiều đó hương gọi taxi qua chở trâm cô đồ đạc của nó tôi đứng ngoài ngõ tiễn nó vào trong xe mà cứ như mẹ tiễn con gái về nhà chồng ấy Hưng ừ, chứng kiến hai đứa tôi bị dị Không lỡ rời nhau thì trêu Thế này phải kiếm nhiều tiền Thuê làm về làm giúp việc cho vợ chồng mình thôi Này Ai thèm làm giúp việc cho nhà anh Thì bây giờ châm lấy anh rồi Em muốn ở chung với cô ấy Chỉ có thể làm giúp việc cho nhà anh được thôi ừ, Thế thì cố mà giàu đi Chị lương em á, tính bằng tiền đô cơ Tôi đang cười nói vui vẻ với hương, Quay ra thấy con châm tút tít khóc rồi Đúng là cái bà bầu Khóc được là khóc ngay à nó nắm chặt tay tôi. "Lúc nào rảnh, nhớ qua chơi với tao đấy biết chưa?" "Rồi rồi rồi, biết rồi, đi đi." Xe lăn bánh rời đi, tôi đứng đó nhìn theo, đến khi chiếc xe ra đường lớn, biến mất dần dần mới chịu quay người về phòng. Mưa vào phòng, cứ ngỡ như là mình đi nhầm phòng, vì thấy mọi thứ trống trải, trên giường chỉ có cái gối, tủ để quần áo cũng trống đi một nửa. Cảm giác này nó khó diễn tả lắm. Đêm đó tôi trằn chọc mãi mới ngủ được. Thành ra sáng dậy hơi muộn Cũng may vẫn có mặt ở công ty kịp giờ làm Vừa để túi sách xuống bàn Tôi sắn tay áo tiến vào phòng làm việc của Thành Để dọn dẹp đồ đạc Cũng như lau lại tủ sách Dọn bàn làm việc của Thành Thế trên bàn có đầy bức ảnh của anh chụp cùng hạt tiêu Trong ảnh Thành cười rất tươi Nhìn sang cậu con trai nhỏ của mình Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất Mà tôi thấy ở anh ta từ trước cho đến giờ Nhìn bức ảnh đó Chả hiểu sao Tôi vô thức mỉm cười tự nó một mình hóa ra nếu cười tươi thì sẽ đẹp như thế à để bước ảnh xuống tôi dọn dẹp lại bàn sau đó tôi đến tủ sách nhìn qua có thể thấy chủ yếu là sách về kinh tế ngoài ra ở đây có một số cuốn tiểu thuyết nổi tiếng từ chim hót cho bụi mận gai hai số phận kẻ trộm sách sắp xếp gọn gàng tôi có kê cái ghế để đứng lên lau phần tủ ở phía trên vừa đứng lên ghế tôi thấy một cuộn sách được đặt một mình ở ngăn trên cùng không hiểu sao tôi lại có chút hiếu kỳ Muốn biết đó là cuốn sách gì Nên kiễng chân dưỡng tay mình hết cỡ Để có thể chạm vào quyển sách Để khi chạm vào được rồi Phía dưới cái ghế Tôi thấy có dấu hiệu rung lắc Tôi cầm được quyển sách vào tay Là lúc cái ghế nghiêng ngả Làm cho cả người tôi theo đó rơi tự do Cứ nghĩ là quả này bẹp dí xuống đất Ai ngờ có cảm giác Cả người như được ai đó sang tay đỡ lấy ôm gọn vào lòng Chỉ có quyển sách cầm trên tay rơi xuống đất Cảm giác càng lúc càng chân thật làm tôi mở căng mắt ra nhìn Người đó không ai khác chính là Thành Được Thành đỡ Lúc này gương mặt tôi và anh thực sự sát nhau Tim tôi vì thế Có những chuyển động nhanh hơn mức bình thường Tự dưng được ngắm cận cảnh Khuôn mặt đẹp không góc chết của Thành Làm tất cả các dây thần kinh của tôi bấn loạn Mất kiểm soát Thành ra câu chữ từ miệng cũng không rõ ràng Tôi... À không, chủ, chủ tịch thả, thả, thả tôi xuống được không? Thầy gãi gật rồi cúi người nhẹ nhàng thả tôi xuống Tôi quay ra tính cảm ơn Thấy tay phải Thành đã lên vai trái Thế như ở đó bị đau à Chủ tịch cô sao không ạ à? Có phải đỡ tôi mới bị như vậy Thành nhìn tôi khẽ mỉm cười Đúng rồi đấy Tại cô nặng quá đấy Nghe Thành nói xong Mặt tôi nghệt xa như ai đó điểm huyệt Từ trước đến nay tôi được nhận xét là Dạng người rơi Tôi cao mét 65 Trong khi cân nặng thì chỉ 46-48kg Thế mà anh ta bảo tôi nặng à Tôi nghĩ thầm, nếu nặng thì đừng chạy đỡ. Ai à, bắt đỡ đâu cơ chứ. Thành thấy mặt tôi không vui thì khẽ cười. Để lộ hàm răng đều, chuẩn như là người mẫu quảng cáo thuốc đánh răng PS ấy. Không rõ làm sao. Cứ nhìn anh ta cười tôi bị đơ mấy giây vậy. Để nói đùa thôi, gì mà căng thẳng thế. À, dạ vâng. Với lại, những lúc chỉ có tôi và cô, không cần gọi chủ tịch. Nghe hơi đau tai đấy. Trời đất ạ, à, nên anh ta uống nhầm thuốc à? Sao toàn nói những điều khó tin thế nhỉ Tôi nghe răng cười hì hì một cách không hề giả chân. Vâng thưa chủ tịch. Tôi vừa nói thế nào? À, chủ tịch nói là không cần... Không cần gọi chủ tịch khi khi chỉ có tôi với chủ tịch. Ừ, nhớ kỹ đấy. Tiếp đó tôi cúi người nhặt quyển sách khi nãy đánh rơi xuống đất. Cầm cuốn sách, thấy có bức ảnh được kẹp ở giữa sách sắp rơi ra ngoài. Tôi đưa tay kéo tấm ảnh đưa lên xem. Thấy trong tấm hình, Thành nắm tay mỉm cười hạnh phúc bên một cô gái Hình như bức ảnh được chụp nhiều năm trước hay sao ấy Nhìn mặt Thành lúc đó có gì đấy rất ngây ngô Tôi đưa bức ảnh phía Thành Chưa kịp mở miệng Anh ta đưa tay giật lấy một cách thô bạo Thành nhìn bức ảnh rất lâu Tay cầm bức ảnh cũng từ từ run lên Như thể muốn vò nát chúng vậy Chu, Chủ tịch anh không sao chứ Thành gước mặt nhìn tôi Ánh mắt bình thường khi nãy Trở nên bây giờ đầy tức giận Anh đưa tay bóp chặt cổ tay tôi Dồn tôi áp sát lưng vào tủ sách Giật dữ hét lên Tại sao? Tại sao em lại làm như thế? Tại sao biến mất như thế? Từ lúc đó bị Thành bóp chặt cổ tay đến mức chỉ biết há hốc miệng. Dù muốn nói nhưng không thể bật thành lời. Tôi đưa tay cố gắng lôi tay Thành ra khỏi cổ. Nhưng dường như tôi càng vùng vẫy bao nhiêu, anh ta siết chặt cổ mình hơn. Trong lúc không biết phải làm gì, tôi đành liều một lần, đưa chân đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta. Ngày sau đó, Thành từ từ buông tay ra khỏi cổ của tôi. Cúi người dùng tay Ôm lấy chỗ vừa bị tôi đá Còn tôi đứng ho sặc sụa như một con điên vậy Hải ở ngoài đi vào Chứng kiến mỗi người mỗi cảnh Một dáng đứng giống như ở trong này Vừa diễn ra vụ sặc khí ga Cậu vụ đi đến đỡ Hải Gương mặt lo lắng Chủ tịch à Thấy trong người không ổn chỗ nào à Có cần tôi gọi bác sĩ kiểm tra không Dường như khi nãy tôi đá hơi mạnh chân Thành ra sắc mặt Thành cứ như cố nén cơn đau Tôi không sao đâu Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi hải bị đuổi khéo ra thì tỏ ra không vui anh ta đứng liếc nhìn tôi một cái rồi mới chịu ra ngoài không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không nhìn tôi thấy hải vừa lườm mình lý do là gì để anh ta lườm tôi chứ trong đầu đang suy nghĩ về cái lườm của hải thành lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi cô còn đứng đó à không mau lại đây dạ tôi đi lại đứng trước mặt thành gương mặt có chút đau khổ nhìn anh ta chuẩn bị mở miệng định nói tôi đã nói luôn Tôi làm thế chỉ là phòng vệ chính đáng Tôi không cố ý đâu Còn gì nữa không Nếu nếu anh định trừ lương của tôi Vì cái chỗ đó bị đá Chỗ đó không hoạt động được nữa thì tôi Thì cô làm sao Thì dù dù không nỡ Nhưng tôi thấy trong phim nhiều trường hợp Chỗ đó mất khả năng lao động Vì bị người khác đá vào Có khi nào anh đen đuổi anh rơi vào trường hợp đó không Vậy Tôi nhìn thành đắn đo một lúc Tự cắn môi mình sưng cả lên Nghĩ đi nghĩ lại Tôi miễn cưỡng nói Thì thôi anh cứ trừ đi Tôi không ý kiến gì cả Thành quay đi hứa khác khẽ mỉm cười Nhìn dáng ngồi anh ta cùng nụ cười không trực diện Làm tôi thấy có chút nghĩ ngợi Người đàn ông đang mỉm cười trước mặt tôi Người đàn ông khi nãy bóp cổ tôi Cứ như hai người khác nhau á Liệu cô gái làm gì Cho anh Thành vừa nhìn thấy bức ảnh Mà trở nên mất kiểm soát đến thế nhỉ Ai nói với cô Chỗ đó mất khả năng lao động Tôi đoán nhưng nếu chỗ đó bình thường thì tốt rồi Tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp Tôi đang tính bài chuồn là thượng sách Thì Thành gọi tôi lại Anh ta tiến lên sát lại gần chỗ tôi đang đứng Nhìn xuống cổ tôi Gương mặt hiện rõ sự khó xử Mập máy miệng mãi mới nói lên lời Xin lỗi Xin lỗi cô về hành động khi nãy Vì sự nghiêm túc trong lời của Thành Tôi thấy mình có chút bối rối À không sao Ai cũng có quá khứ riêng Có thể tôi vô tình chạm đến ký ức Mà anh không muốn nhớ lại Tôi nói rồi đi nhanh ra ngoài Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi Con người đúng là rất khó hiểu đúng không Họ có thể dễ dàng quên đi rất nhiều thứ Làm họ hạnh phúc Nhưng lại nhớ rất lâu những thứ làm họ đau khổ Mấy hôm nay Hôm nào đi làm về Tôi cũng ghé qua mấy chỗ để xem phòng Nhưng đều không ưng ý cho lắm Trong khi đó sáng mai phải đi công tác ở Phú Quốc với Thành Tính ra giờ chưa kiếm được phòng Thì dự là đi công tác xa về Xong khăn gói ra đường được ở Tối nay về sớm Trời mưa to Thành ra tôi lười nấu ăn Chỉ pha tạm gói mì tôm Cùng quả trứng ăn cho qua bữa Ăn xong leo lên giường Mở máy ra xem mấy bộ phim đang hot gần đây Làm theo gói bim bim Lúc đi làm về mua Đúng là chuẩn đi xem phim ở dạp rồi Tôi sáng đến 1 giờ sáng mới ngủ Sáng ra thức dậy người hơi oải Nhưng vẫn đi đến đúng giờ Nay đi công tác Tôi mang theo vali đựng đồ và một số vật dụng cần thiết đến công ty Sau đó đi chung xe với Thành ra sân bay luôn Đang đứng đợi xe của Thành trước cổng công ty Nghe tiếng gọi quen thuộc của Hạt Tiêu Chị xinh gái ơi Tôi quay người nghe tiếng gọi Thấy Hạt Tiêu lon ton chạy đến chỗ tôi đứng Cậu nhóc ôm chầm lấy chân tôi Chị nhớ Hạt Tiêu không? Hạt Tiêu nhớ chị xinh gái đấy Tôi mỉm cười ôn nhu nhìn thằng bé <laughs> Nhớ Hạt Tiêu của chúng ta dễ thương thế này cơ mà Tôi từ từ ngồi xổm xuống để hạt tiêu không phải ngước cổ nói chuyện với mình Chồng cậu nhóc đáng yêu quá Tôi kìm lòng không được Thơm vào cái má Cậu nhóc hạt tiêu được tôi thơm má thích lắm Cứ cười hì hì suốt thôi Thành đi đến chỗ gần chúng tôi Anh cao mày nhìn hạt tiêu than trách Bố nhớ là mỗi lần bố thơm má Con luôn lấy tay để mặt bố ra cơ mà Hạt tiêu nghe bố nói thế Ngay lập tức quay ngoắt lườm bố Cái miệng chu ra Vì con là con trai Thơm má con trai kỳ lắm thành bật cười nhìn cậu con trai sau đó nhìn tôi định nói điều gì đó thì tài xế riêng lái xe đến sau khi cho vali ra cốp xe tôi đi thẳng lên hàng ghế đầu ai ngờ chưa kịp ngồi lên bị hạt tiêu gọi chị ơi chị ngồi xuống ghế với hạt tiêu em thích ngồi cùng chị tôi có chút gượng quá tôi cười cười nhìn hạt tiêu chị ngồi trên cũng được với lại chị ngồi quen ở hàng ghế này rồi hạt tiêu nghe xong thì tỏ ra không hài lòng Gương mặt miếu máu quay sang nhìn Thành Như muốn cầu cứu sự giúp đỡ Bố Thấy con trai miếu máu Thành không có ý định giúp đỡ Anh nhìn hạt tiêu nghiêm nghị nói Nào con muốn chứ không phải bố muốn đâu mà bắt bố nói Đàn ông con trai phải tự biết cách giải quyết vấn đề chứ Nhưng Chị ấy là nhân viên của bố mà Đó là trong công việc thôi Ngoài công việc bố đâu có quyền can thiệp dứt lời Thành quay đầu đi hướng khác Hạt tiêu thấy vậy quay sang nhìn tôi Dụ à khóc nức nở Biết là trẻ con nó hay dùng chiêu ăn vạ khóc nóc để được người khác chiều theo ý mình Nhưng nhìn hạt tiêu khóc tôi thấy xót ở trong lòng quá Thế là đành đi xuống ghế sau ngồi Sau đó tôi để cậu bé ngồi lên đùi mình Ngay lập tức hạt tiêu nó im luôn, không khóc nữa Nó lại còn cười hì hì với tôi Sau chuyến bay kéo dài hơn 2 tiếng Chúng tôi đến Phú Quốc Vừa xuống sân bay có người ra đón Mục đích của chuyến công tác lần này Quyết định xem có nên đầu tư vào dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở đây không Đây cũng là mảng đầu tư mới của công ty Nên Thành muốn trực tiếp ra tận nơi đánh giá Cũng như có cái nhìn khách quan Chúng tôi được đưa đến nghỉ ngơi tại một villa nằm sát biển Có hồ bơi cùng với sân vườn riêng Hạt tiêu dường như rất thích nơi này Cứ nắm tay tôi kéo đi xem hết chỗ này chỗ kia mà không thấy mệt Thành thì trầm lặng đứng một chỗ quan sát hai chúng tôi Thi thoảng tự mỉm cười một mình Ăn à, xong bữa trưa Chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi Hạt tiêu ở chung phòng Tôi thành thiệt một mình Lúc trước đi ngủ Cậu nhóc ra điều kiện với tôi Chị ơi chị Chiều chị phải tắm bể bơi cùng em đấy Em mặc đồ bơi có hình siêu nhân nhá Ừ chị biết rồi, rồi hạt tiêu ngủ ngoan đi nào Tôi nằm xuống cạnh hạt tiêu Cậu nhóc theo đó quay người ôm lấy tôi Ơ ừ gì ngày nào cũng được ngủ với chị nhỉ Tôi khẽ mỉm cười vì câu nói đầy ngây ngô của hạt tiêu Nhìn qua câu nói đó Tôi cảm nhận sự cô đơn của cậu nhóc Nghĩ đến đây Tự dưng cổ họng tôi nghẹn lại Quay sang ôm cậu bé Miệng không tự chủ hát mấy câu Con cỏ đi ăn đêm Đầu phải cành mềm lộ cổ xuống ao À ơi Ông có vớt tôi nào Tôi có lòng nào Ông hãy sáo măng Có sáo thì sáo nước trong Đừng sáo nước đục đau lòng có con Hạt để đây Nước mắt tôi chảy ra tôi lớn lên từ nhỏ bằng lời du tiếng hát quen thuộc của bà vì không nhận được tình yêu của mẹ tôi hiểu cảm giác không có mẹ là cảm giác thiệt thòi thế nào có lẽ tôi khóc vì thế hạt tiêu giống mình cũng đều là những đứa trẻ không có mẹ chính điều đó tạo nên thứ tình cảm vô hình để ngay từ lần gặp mặt đầu tiên chúng tôi tuy xa lạ mà cứ ngỡ như là quen nhau nghĩ ngợi linh tinh một lúc tôi ngủ quên mất chỉ là trong giấc ngủ Tôi cảm nhận bàn tay ai đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại trên khoái mắt tôi Lúc đó tôi chỉ biết cho tay lên gãi gãi mặt Rồi ôm chặt hạt tiêu mà chìm vào giấc ngủ Đâu biết ở trong phòng Từ lúc nào xuất hiện thêm một người nữa Không biết có phải do đi máy bay mệt quá không Tôi ngủ tận đến chiều Lúc tỉnh dậy là do tiếng gọi của hạt tiêu Chị ơi, chị Chị dậy tắm bể bơi với em đi chị Tôi cau mày từ từ mở mắt Thấy hạt tiêu đang nhìn mình Tít mắt cười Tôi đưa tay xoa đầu cậu nhé Ừ, em dậy lâu chưa? Dạ, dậy một lúc rồi ạ Đợi chị xíu nhé, chị dậy ngay đây Tôi ngồi dậy cầm điện thoại xem Thấy hơn 3 giờ chiều Trên màn hình hiển thị tin nhắn của Thành Lúc 1 giờ 50 phút với nội dung Cổ nhà chơi với hạt tiêu Tôi ra ngoài bàn công việc Đọc xong tin nhắn tôi tự hỏi Không biết bản thân mình đi công tác hay đi trông trẻ nhở Nhưng chẳng phải trông con giúp anh ta Cũng là một cách làm việc hả? Chỉ là không đúng chuyên môn thôi Bước xuống phòng tôi búi tóc cao lên Dặn hạt tiêu đợi mình ở ngoài một xíu Để tôi vào phòng tắm thay đồ Nằm phút sau tôi bước ra Cùng chiếc quần short ngắn Kết hợp áo crop top hở rốn Trên đầu đeo thêm băng đô màu vàng Một sự kết hợp tôi nghĩ là không quá hở hang Nhưng vẫn khoe vòng eo 60cm Cùng đôi chân dài của bản thân mình Hà Tiêu nhìn tôi, nó đưa tay che miệng, nó cười tủm tỉm. Chị ơi chị xinh thế, bố em thấy chị nhất định thích chị cho mà coi. Thấy Hà Tiêu nhắc đến Thành Tự dưng hai má tôi có chút nóng Chả hiểu sao trong đầu hiện lên suy nghĩ Không biết nếu anh ta nhìn thấy tôi thế này Anh ta nghĩ gì nhở Chị ơi chị Sao má chị đỏ lên thế Không lẽ anh chị thích bố em à Giây phút nghe câu này Tôi không chút nghĩ ngợi phản bác Không chị không hề nhá Hà Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự hoài nghi Làm tôi vội chuyển sang chủ đề khác Chị nghe nói Ai rủ chị đi tắm bể bơi cơ mà Thế giờ có đi nữa không nào để chị con biết Có, có chứ ạ à? Tôi tè trả tiêu bộ đồ bơi hình con khủng long Tiếp đó là bôi thêm kem chống nắng Rồi cùng nhau đi xuống nhà Cậu nhóc đứng trước bể bơi Đâm chiêu một lúc Đòi tôi dẫn ra biển nghịch cát Lát về tắm bể bơi sau Tôi nghe xong thấy hợp lý liền gật đầu Xác cậu nhóc băng qua khu vườn nhỏ gần đó đi ra bên ngoài Hạt tiêu thấy biển thích lắm Cứ nhún nhảy vỗ tay suốt Không chút sợ hãi khi thấy sóng biển lan tăn ngược lại vui vẻ dắt tay tôi đi ra đùa nghịch cùng nước biển tôi cùng hạt tiêu chụp rất nhiều ảnh trong điện thoại mà cậu nhóc cũng đáo để nha cứ thấy tôi giơ máy điện thoại lên để chụp là bắt đầu tạo dáng sau khi trời biển đến mức cả người dính đầy cát chúng tôi trở về tôi đặt hạt tiêu lên một chiếc phao hình con vịt ở bể rồi bản thân từ từ đi xuống cảm giác ngâm mình trong bể bơi thoải mái thật đấy chị chị biết bơi không không bố em bơi siêu lắm đấy Lát về em bảo bố chạy chị bơi nhé Nghe Hà Tiêu nói với giọng đầy tự hào với bố Tôi biết cậu nhóc yêu Thành Tuy đôi lúc ở trước mặt nhau Hay tỏ ra khó chịu Nhưng không có bố ở bên Thấy cậu nhóc nhắc đến Thành rất là nhiều Điều đó làm tôi cảm nhận phần nào Hà Tiêu nó là đứa bé sống tình cảm Mặc dù chỉ 3 tuổi Nhưng đôi khi có những tư duy Và đời sống tình cảm rất phong phú Khi tôi mải đắm chìm trong những suy tư của bản thân Hạt tiêu hét lên Bố ơi bố, bố xuống đây nhanh lên bố Tôi theo ánh nhìn của hạt tiêu quay người lại Đợi vào mắt tôi chính là Thành Vừa nhìn thoáng qua tôi vội quay mặt đi Mới lại trên người anh mặc đúng cái quần bơi à Phần trên không mặc gì Khoe chọn bắp tay, cơ bụng vô cùng săn chắc Khang sai ảnh thường thấy ở công ty Thành từ từ đi xuống bể bơi Tiến lại chỗ tôi và hạt tiêu Cậu nhóc lúc này hào hứng lắm Tôi thấy vậy tôi không được thoải mái cho lắm anh ở đây chơi với hạt tiêu nhé Tôi lên trước đây Tôi quay người định đi lên bờ Thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt kéo lại Ở lại chơi cùng đi Tự dưng Thành nắm tay tôi Làm tôi có chút hoảng Chắc lâu rồi chưa được trai đẹp nắm tay Tôi cảm thấy bối rối quá Vội thu tay lại Hà Tiểu bên thấy vậy Nó tủm tỉm cười Đến lúc bị tôi trông thấy Nó đưa tay che miệng rồi nói Đúng đấy, trở lại chơi cùng em Em ở bố dạy chị bơi sau khi bị hai bố con Thành thuyết phục Tôi không đòi về phòng mà ở lại chơi cùng họ Thành gợi ý muốn dạy tôi bơi Nhưng tôi từ chối Vì bản thân cảm thấy nó không thực sự cần thiết à Hạt Tiêu có bố ở bên Nó tỏ ra nghịch ngợm khi ở với tôi Thằng bé cầm sẵn cây súng trong tay Sau đó bắn liên tiếp phía Thành Tôi nghĩ Thành chỉ mỉm cười bỏ qua Ai ngờ anh nhanh tay cầm cây súng khác Đang nổi gần đó Bắn lại hạt tiêu Nhìn hai người họ nô đùa Tôi ngỡ mình đang xem hai đứa trẻ con chơi với nhau Tôi thì giống người trông trẻ Không ngờ thay ở ngoài Có thể hô mưa gọi gió Nhưng khi ở bên cậu con trai của mình Anh ta trở nên ôn nhu dịu dàng Như bao ông bố bình thường khác Thế mới thấy sức mạnh của tình thân là thế nào Nghe đến đây Tôi vô thức như đến bố tôi Giả bố tôi được một phần của Thành Thì tôi đã Kể từ khi ông bị bắt vào tù Mấy năm rồi Tôi chưa từng vào thăm ông một lần vì khi tôi hiểu cảm giác của người làm bố mẹ là thế nào Tôi thấy hận ông ấy hơn Hận đến mức bản thân từng ước cả cuộc đời không muốn gặp lại con người đó Nghĩ đến đây tôi cảm nhận những tia nước từ đâu phóng vào mặt Đưa mắt lên, thấy Thành cầm súng chĩa về phía mình Phải nói là câu khai luôn, chứ không thèm giấu giếm Cũng chơi đi, cho này càng đông càng vui Hạt tiêu nó nghe xong, nó giơ tay phát biểu như ở trên lớp học ấy Đúng rồi, chị ơi, chị về chung đội với hạt tiêu bố Thành khỏe lắm một mình hạt tiêu đâu không có lại tôi nháy mắt với hạt tiêu rồi nhanh chóng di chuyển đến bên thằng bé một lớn một nhỏ cật lực bắn nước lên người thành đến lúc dùng hết nước tôi dùng tay mình té nước lên người anh ta chúng tôi thoải mái nô đùa hò hét quên mất khoảng cách giữa sếp với nhân viên mà đang chơi vui chân trái của tôi chuyển đến cảm giác đau quá như ai đó kéo căng cơ của mình ra vậy chưa kịp nói câu nào chân trái đột nhiên co lại làm cho cả người tôi theo đó chìm xuống dưới nước. Khi tôi đang vùng vẫy dưới nước, là lúc tôi cảm nhận bàn tay ai đó vòng qua eo mình, rồi người đó kéo tôi lại phía họ. Đầu tôi theo đó vượt lên khỏi mặt nước. Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy người đó, kiểu suýt chết đuối mà vớ được cọc, để bám cho chắc, miệng thở hồng hộc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hít thở một lúc tôi mới yên tâm bản thân mình còn sống. Chân bị chuột rút khi nãy, theo đó trở lại bình thường giờ mới có tâm trí để ý tư thế của bản thân tôi nhận ra cả người mình dính chặt lấy người thành bàn tay anh ta đang đặt ở eo nơi tiếp xúc trực tiếp với da thịt điều đó làm tôi giật mình hoảng hốt buông tay ra khỏi cổ thành nhanh chóng tụt xuống khỏi người anh ta sau đó lính lùi ra mấy bước tôi tôi xin lỗi khi đó tự dưng chân tôi bị chuột rút chứ không phải tôi cố tình tôi thấy bản thân càng giải thích thì càng dối đã thế, bị hai bố con họ nhìn nhau cười đầy thích thú Thành gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi lên tiếng Không có gì đâu, dù sao tôi cũng là người chủ động kéo cô ôm vào lòng Sứt lời, Thành quay qua nhìn hạt tiêu Lấy mơ thôi, chơi vậy là đủ rồi con Thành bế hạt tiêu lên, còn tôi ngu ngác ở giữa bể bơi Đưa tay, chặt trước ngực Rõ ràng, do hoảng sợ, tim mới đập nhanh như thế Còn bây giờ hết sợ rồi, sao tim nó cứ thỉnh thịch thế nhỉ. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi đi ra bờ biển đi dạo. Những cơn gió mát thổi từ biển khiến cho người ta cảm thấy thư thái, cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên ấy. Hạt tiêu thì ăn no, cứ tung tăng chạy nhảy phía trước, thê thoảng phát hiện cái gì hay lại chạy đến khoe với tôi. Thằng bé dường như đặc biệt thích ở bên cô. Tôi khẽ gật đầu, tôi cũng nghĩ thế. Không biết sao nhưng thằng bé bên tôi, tôi có cảm giác rất thân quen nhá. Vậy tôi nhờ cô một việc được không? tôi suy tư một lúc tôi vốn chỉ là nhân viên bình thường có thể giúp gì được cho anh ta anh cứ nói tôi giúp được tôi giúp thành Nam bước đi bên cạnh tôi bỗng dừng lại gương mặt nghiêm túc nhìn tôi cô làm bảo mẫu cho hạt tiêu được không ý anh sao cơ tôi không hiểu cô cũng biết tôi bạn thế nào rồi đấy trong khi thằng bé càng lớn càng có nhiều tâm tư tình cảm tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh lắng nghe chia sẻ với nó được anh ta làm tôi nhớ đến việc hạt tiêu rất thích dục thành lấy vợ để cậu bé có mẹ liệu có phải vì không có mẹ cộng thêm việc bố lúc nào cũng bận việc công ty khiến thằng bé cảm thấy bị bỏ rơi không ngay cả cái cách thằng bé ôm tôi lúc đi ngủ nó làm tôi có cảm giác thằng bé thực sự cô đơn thành kể tiếp Hà tiêu có thể là đứa bé dễ bắt chuyện với người khác nhưng có thể thoải mái cởi mở nô đùa với người ngoài bao nhiêu việc ở nhà thì cũng chưa được có như vậy có lẽ cô là ngoại lệ đầu tiên của nó đấy Vậy nên nếu được Cô có thể làm bảo mẫu cho hạt tiêu được không Không cần tốn quá nhiều thời gian Cô chỉ ở bên cạnh chơi cùng hạt tiêu Mỗi tối trước khi đi ngủ là được Tôi trả thêm lương cho cô Giảm bớt một số công việc ở công ty cho cô Tôi im lặng Trước một đề nghị không phải quá khó với mình Nhưng không hiểu sao tôi thấy khó nghĩ nhở Bởi chính tôi có không thể thoát ra khỏi màng bọc của chính mình Làm sao có thể an ủi vỗ về một đứa bé cô cứ suy nghĩ thêm đi không cần vội trả lời tôi tôi gật đầu hỏi chuyến đi công tác này thực chất là chuyến đi chơi đúng không thầy nhìn tôi không chút do dự anh thẳng thắn thừa nhận có thể nói là thế chuyến đi lần này công việc là phần nhỏ thôi chủ yếu tôi muốn cho thằng bé được đi chơi cũng như để bản thân nghỉ ngơi ít hôm cô không vì thế giận tôi chứ tôi lắc đầu đáp không có tự dưng được đi du lịch miễn phí được ngồi cả vé máy bay hạng thương gia sao mà tôi giận anh được Chúng tôi đi dạo thêm một lúc Thì trở về villa Nay hạt tiêu ngủ cùng tôi Nên vừa bước vào phòng tôi dục thằng bé đi đánh răng Nhìn qua điện thoại của mình Thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Hải Sợ có chuyện gì gấp tôi ấn gọi lại Tiếng tút tút vang lên Đầu dây bên kia bắt máy Câu đầu tiên tôi nghe được chính là Cô làm gì tôi gọi mấy cuộc không nghe thế Nghe xong tôi đứng hình mấy giây Không nghĩ có lúc Hải dùng cái giọng điệu tức giận nó với mình Tôi sợ mình gọi nhầm người Tôi còn sơ máy ra trước mặt Xem có đúng là Hải không Nhìn rõ ràng đúng số của Hải rồi Tôi áp máy lên tai Dạ em ra ngoài đi dạo Em không cầm theo máy Có chuyện gì không ạ Giọng nói của Hải lúc này có phần dịu hơn Tôi nghe được tiếng cười rất nhỏ nhẹ qua máy của cậu ta Thật ra thì cũng không có gì Tôi chỉ định hỏi thăm Lần đầu đi công tác với chủ tịch ấy, Có gặp khó khăn gì không Tôi đi công tác với chủ tịch nhiều Tôi biết chủ tịch khó tính lắm Vậy nếu gặp khó khăn gì cứ hỏi tôi nhé Tôi giúp cho Tôi nghe xong chỉ biết cười nhạt Nếu Hải biết tôi đi công tác mà đi chơi thế này Chắc anh ta ganh tị lắm Tôi dạ dạ vâng vâng cho hết câu chuyện Vâng, công việc cũng như mọi thứ ổn ạ à. Thế thì tốt Hôm nay chủ tịch ăn uống đủ bữa không Ngay câu này Tự dưng tôi có cảm giác đang nói chuyện với mẹ của Thành ấy Hay là trợ lý của Thành đây Quan tâm sát sao đến mức Hỏi cả việc ăn uống có đủ bữa không à Liệu tôi trả lời xong Hải có hỏi luôn là ăn món gì không nhỉ Sợ bị hỏi thêm Tôi gói gọn luôn Dạ chủ tịch ăn ngủ nghỉ đủ cả Các món ăn phong phú đa dạng từ trên rừng dưới biển đã thử qua hết Ừ vậy tôi yên tâm Cô nghỉ ngơi sớm đi Tắt máy xong tôi thở vào nhẹ nhõm Trả lời mấy câu hỏi của Hải Tôi muốn tụt huyết áp luôn cơ Tối đó hạt tiêu nằm cạnh tôi Kể cho tôi nghe Những câu chuyện linh tinh của nó Rồi nó bắt tôi kể chuyện cổ tích Điều này làm tôi nhớ đến bản thân lúc còn bé Nhớ cái đợt ở quê Buổi tối hay mất điện Mỗi lúc như vậy bà cầm cái quạt mo phai phẩy trên tay Kể những câu chuyện cổ tích để tôi sẽ ngủ Nghĩ đến đây tôi nhớ bà quá Kể ra hai tháng rồi chưa về quê thăm bà Tôi hỏi hạt tiêu Em muốn nghe chị kể chuyện gì nào Thằng bé nhìn tôi hào hứng trả lời Gì cũng được ạ Vậy chị kể cho em nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé Vâng ạ Ngày xưa ngày xưa có cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ vì vậy mọi người gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ. Kể xong câu chuyện, tôi quay sang hỏi hạt tiêu. Hạt tiêu, thế chuyện này có hay không nào? Có ạ. Vậy qua câu chuyện trên, chúng ta cần phải làm sao nhỉ? Phải nghe lời bố mẹ ạ. Nghe cậu nhóc trả lời xong, tôi khẽ mỉm cười. Kiềm chế không được hôi lên chán cậu bé. Giỏi quá, giờ mình cùng đi ngủ nhé. Vâng, nhưng hạt tiêu chỉ có bố chứ không có mẹ như cô bé quàng khăn đỏ <laughs> mẹ hạt tiêu biết thế nào được gọi là mẹ không Cậu nhóc đam chiêu Đưa tay gãi gãi chán Như kiểu ra khó hiểu lắm Nhìn cậu bé y như cụ non ấy Chỉ cần là vợ của bố Thì sẽ gọi là mẹ hả Tôi cười nhạt Rồi tôi kéo hạt tiêu ôm vào lòng Đưa tay vỗ lưng cậu bé Đúng là suy nghĩ đơn giản nhưng mà cũng đúng Giữa một người nhẫn tâm vứt bỏ bạn Và một người chịu làm mẹ bạn Đôi khi người đến sau là sự lựa chọn tốt hơn Bây giờ ngủ nhá Ngày mai chúng ta dậy sớm ngắm bình minh nữa Vâng ạ à. Ngày thứ hai ở Phú Quốc Chúng tôi đến Vinpearl Safari để đi chơi Ở đây không chỉ đơn thuần là nơi vui chơi giải trí Như các khu khác Để đây được tham quan các loài thú Trong đó có rất nhiều loài động vật quý hiếm Hạt tiêu nhìn chỗ nào cũng thích lắm Thằng bé rác tay tôi chạy lăng xăng hết chỗ nọ chỗ kia Điều tôi ấn tượng nhất ở đây Được trải nghiệm khu nhốt người Thả thú Tức là chúng tôi được cho lên chiếc xe điện Tiếp theo chiếc xe đó chở chúng tôi đến những nơi có con động vật được đi la tự do xung quanh xe điện Như hổ, linh dương, vượn Việc của chúng tôi ngồi yên trong xe, quan sát các con vật qua cửa kính Thực sự một trải nghiệm thú vị Nó làm tôi liên tưởng đến bộ phim Thế giới khủng long Vương quốc sụp đổ của đạo diễn Bajona Tôi và Tiêu ngồi trong xe háo hức bao nhiêu Thành thì rừng rưng bấy nhiêu nhỉ kệ đi, việc của tôi ngồi xem cho đã tiền vé Trừ mất vé mà không được trải nghiệm Thì tiếc lắm à Đến chiều chúng tôi đi xem biểu diễn thú Ngoài ra được chụp ảnh với các loài thú quý hiếm Mà nhắc đến chụp ảnh Tôi thấy bức xúc với anh ta lắm Tôi nhờ anh ta chụp cho tôi bức hình Tôi đang cho con cừu ăn Anh ta chụp đúng ảnh con cừu đang ngước cổ Còn tôi thì lại không chụp Xem xong anh tôi cáu Này chụp có tâm xíu đi Tôi nhờ anh chụp tôi với con cừu Chứ có phải chụp con cừu không đâu Thế thì cô phải nói rõ Đằng này tự dưng đưa máy vào tôi chụp hộ Ai biết cô muốn chụp cái gì Thôi được rồi tôi chân thành nhờ chủ tịch Chụp giúp tôi bức ảnh Trông làm sao có cả người lẫn vật ý Thành nghe tôi nói xong bật cười Gật đầu tỏ ý đã hiểu Rồi giơ điện thoại ấn máy liên tục Cũng may lần này tạm ổn Chứ nếu không được chắc tôi cầm máy tự sướng còn hơn à Trời đến chiều tối Chúng tôi lên xe về lại villa Lần này quyết tâm cao Ngắm hoàng hôn trước khi nói lời tạm biệt với Phú Quốc tầm gần 6 giờ tối là lúc hoàng hôn bắt đầu xuất hiện những dải màu đỏ cam ánh hồng xuất hiện rồi trộn in màu xuống mặt biển tạo ra bức tranh quá là hoàn mỹ à cô có vẻ thích hoàng hôn nhỉ Nghệ thành hỏi tôi gật đầu người ta nói người ta thường nói là không thích nhìn hoàng hôn vì đó là sự kết thúc còn tôi thì suy nghĩ khác chẳng phải kết thúc tốt đẹp sẽ tốt hơn nhiều so với những thứ cứ kéo dài mãi mãi chỉ mang lại đau khổ à mình minh xong Chúng tôi trở lại villa để ăn tối Gấp lại đồ đạc để sáng mai về lại Hà Nội Cả ngày đi chơi không ngủ trưa Tôi đó hạt tiêu đi ngủ sớm Tôi gấp lại quần áo bỏ vào vali rồi đi tắm Tạm xong đi ra Thấy hạt tiêu nằm ngủ ngon lành trên giường Sau đó bản thân nhanh chóng tắt hết các đèn không cần thiết trong phòng Rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh thằng bé Nằm một lúc Thấy hạt tiêu tự động xích lại gần mình Đưa tay ôm chặt lấy cánh tay tôi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ Nhìn thằng bé mà tôi cảm thấy mỉm cười Tự hỏi không biết nếu như thằng bé năm đó Đứa trẻ năm đó còn sống Bây giờ liệu có vụ bậm đáng yêu như hạt tiêu không nhở? Trở về phòng sau chuyến đi Phú Quốc Tôi định dùng cả buổi chiều để ngủ Ai ngờ đâu người tính không bằng trời tính Vừa đến cổng nhìn vào trong Thấy nhiều đồ đạc được để ở trước cửa phòng tôi hoảng hốt mở nhanh cổng đi lại gần thấy đó là toàn bộ đồ dùng của tôi cửa phòng mở toang bên trong rỗng tuất tôi đang ngơ ngác không hiểu giọng bà chủ trọ lanh lảnh về rồi hà lam thế này là sao ạ chuyện này chuyện này bác làm ạ bà ta liếc nhìn tôi rồi quay qua đống đồ chất trước cửa phòng thật ra bác không muốn làm chuyện này nhưng chúng ta giao hẹn rồi cho ở hết tháng này chú đi đúng không trong khi đấy bác tìm được người mới Muốn chuyển vào ở ngay trong chiều nay cháu ạ à. Bác thấy cũng khó xử Như lỡ hẹn với bên kia Mà chưa có phòng thì người ta trách bác là ăn không uy tín Bác có qua mấy lần để nhắc cháu chuyển sớm Lúc nào cũng thấy khóa cửa Càng nghe bà ta trình bày Tôi càng điên hết cả người Tôi nắm chặt tay thằng nắm đấm Giọng nói tràn đầy bức xúc Bác quá đáng vừa thôi chứ ạ à? Không thấy ở phòng thì có thể gọi điện Nói trước với cháu một câu để cháu thu xét Thời buổi công nghệ chứ không phải như thời xưa đâu Dùng bố câu đưa thư đâu cơ chứ Tôi cố gắng kiềm chế ăn nói nhỏ nhẹ lắm rồi Ai ngờ bà ta suy bụng ta ra bụng người Nổi khung nổi điên Ý mày che ta lạc hậu đúng không Cháu không có ý đó Bác muốn hiểu thế nào thì hiểu Nhưng bác là người lớn Ít nhiều gì cũng phải hành xử Sao cho bọn cháu nhìn vào thế nể chứ ạ Nó đến đây Bà ấy trận mắt nhìn tôi Không còn ngọt ngào dễ nghe như trước Chuyển hẳn có cái giọng chua ngoa tao không thích đấy mày làm gì được tao hả nhà tao tao thích làm gì là quyền của tao mấy người phòng bên thấy thế thì cũng đi xa khuyên can chị ở gần phòng hay nói chuyện với tôi đi lại ôm chặt lấy người tôi kiểu sợ tôi tức quá làm liều thôi bình tĩnh đi em mỗi người nhịn một lời là mọi chuyện bình thường rồi chị nhìn đồ đạc của em này chị nhìn chị bảo em nhịn làm sao tiền phòng tháng nào em cũng gửi đúng hẹn chứ có phải lừa lọc khất nợ bác ấy đâu cơ chứ Nói ra nói vào thêm mấy câu Bà ta tức giận rời đi Còn tôi tức đến nghẹn cổ Nhìn xuống chân Thấy có cái bình sơn xịn hôm trước tôi mua về Tính xịn lại cái bàn mà chưa có thời gian Giờ có lẽ biết là dùng nó ở đâu rồi Sau 10 phút điên cuồng Tôi xịt thành công Dùng hai vài màu đỏ và nâu Cùng khả năng hội họa tuyệt vời của bản thân Tôi xịt cho bức tường Từ màu trắng tẻ nhạt Trở nên sinh động hơn bao giờ hết Ngắm thành quả bản thân xong Tôi có chút thỏa mãn lại có chút băn khoăn Không biết làm thế này có quá đáng không nhở Nhưng kệ đi Ai bảo bà ta ăn hiếp người quá đáng Sau khi cảm thấy ổn hơn Tôi thu dọn đồ đạc Dự kiến trước mắt ra nhà nghỉ gần đây ở tạm Mấy đồ như bếp ga tủ lạnh Tôi gửi chị phòng bên Khi nào kiếm được phòng tôi chuyển qua sau Chưa giờ mang cả tủ lạnh với bếp ga đi Thì có mà chưa kịp hỏi thuê phòng Họ đuổi đi luôn rồi Thời được nhà nghỉ Tôi nhờ cậu nhân viên ở đó Xách hộ vali lên phòng Chứ giờ mệt quá không có sức mà bê lên tầng 3 Mở lên phòng tôi lăn đùng ra ngủ một giấc Đến 6 giờ tối bị đánh thức bởi chuông điện thoại Trong lúc đang mơ màng Không kịp nhìn ai gọi đến Thì ối giời ơi Một tiếng hét thất thanh Con kia mày làm cái gì ở phòng trọ của tao thế hả Tôi nghe giọng bà chủ tôi giật mình Có đang muốn ngủ mà nghe thấy cái giọng đó bật dậy luôn Giờ vừa ngây thơ Tôi mới nói Bác nói gì cháu không hiểu Chẳng phải cháu chuyển đi theo ý bác rồi à? Nghe tôi nói xong, bà ta điên lên. Mày, mày chắc chắn. Mày rồi, chỉ có mày mới làm chuyện đó. Có mất dạy, mày về sơn lại như cũ cho tao. Bác buồn cười thế. Lúc ném đồ cháu ra cửa, không thấy bác nói gọi điện nói câu nào. Giờ cháu sơn thêm tí màu cho tường nó đẹp. Bác hết om sòm lên thế là sao ạ? À? Không để bà ta có cơ hội chen ngang. Tôi tiếp tục quên thở. Tôi nói nốt bức xúc của mình. Giờ động đến lợi ích của bác. Bác mới biết gọi đến cho cháu. Bác thử nghĩ đi Lúc ném đồ của cháu ra cửa Cháu cảm thấy thế nào ạ Dứt lời tôi tắt máy ném điện thoại sang một bên Đúng là nói xong thế đã à? Nhưng chưa kịp vui mừng Cái bụng tôi nó biểu tình vì đói Thế là đành xuống giường Đi vào nhà tắm rửa Sau đó đi kiếm cái gì đó ăn đã Các bạn thân mến đến đây thì tập 1 của chuyện cũng kết thúc rồi Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 2 của chuyện ở trong giờ phát sóng tiếp theo nhé. Hãy chia sẻ lại cảm xúc của bạn, like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mai cũng như Tim chuyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.